Chương 282 Triệu tử mại cảm thấy máu lạnh toát, hơi lạnh theo kinh mạch luân chuyển qua mỗi lỗ chân lông trên người, thân thể hắn không nhìn được trung rẩy, miệng mũi thở ra khói trắng vì lạnh. Công tử, bảo điền hét lên một tiếng sau đó vội vàng đẩy cánh tay tan, đại thần tiên, công tử hình như lại, tan lắc đầu thở dài, thật là yếu ớt mảnh mai, không chịu được chút đả kích nào. Nói xong nó duỗi tay muốn ấn huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn ai biết vừa mới chạm vào tóc thì lại nghe thấy giọng nói yếu ớt như tơ nhện của triệu tử mại, đừng đụng vào ta, bảo điền ở bên cạnh gấp tới độ mồ hôi như mưa, công tử, đã là lúc nào rồi ngại còn để ý tới cái này chứ, ta nhìn thấy hắn, hắn thấy bóng dáng thấp lè tè mập mạp mặt, mặt quan bạo của tiếu vân sinh, tên này đang thở hổn hển bò xuống từ một mảnh tường thấp, sau khi lau mồ hôi hắn ta cúi thấp người trộm tiến đến một khu nhà phía trước trên tường phía sau nhà có một cái cửa sổ nhỏ tiếu vân sinh cùng người dưới cửa sổ và hơi ngẩng đầu lắng nghe hắn đang theo dõi triệu văn an sau khi hạ triều hắn đã lặng lẽ đi theo người này để xem vì sao triệu văn an không tới nơi làm việc mà tới hẻm nhỏ hẻo lánh này làm gì kẻ này khiến hắn mất mặt trên triều vì thế hắn phải túng được nhược điểm của kẻ này phần nhục nhã hắn phải chịu trước mặt thái hậu và triều thần nhất định hắn sẽ trả lại cho triệu văn an cả vốn lẫn lời nhưng tiếu vân sinh không biết phía sau hắn còn có một người kẻ kia uyển chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt hơn hắn gấp trăm lần vì thế dù bị theo đuôi nhưng hắn lại chẳng hề phát hiện ra. Bên trong có tiếng người truyền ra thế là Tiếu Vân Sinh lại dán tay qua đó, thứ cho lão hủ nói thẳng, lấy địa vị của đại nhân thì đừng nói một cái đồng hồ, dù là mười cái cũng không khó kiếm, ngài cần gì phải phí sức với đống mảnh vỡ này làm gì? Chẳng lẽ chủ nhân của cái đồng hồ này đã không còn nữa nên đại nhân mới muốn sửa nó bằng mọi cách ư? Mọi người đều nói kẻ sửa đồng hồ đều có một đôi mắt nhạy bén, quả nhiên không sai, nhưng lần này phải để đại nhân thất vọng rồi, bởi vì cái đồng hồ này đã nứt tim, đồng hồ coi như chết, trừ phi. Đổi một cái tim đồng hồ khác, đổi một cái tim đồng hồ khác, đổi rồi thì bề ngoài sẽ không khác mấy nhưng cái đồng hồ đó vẫn là cái cũ sao, phòng trong yên lặng thật lâu, mà yên tĩnh này lại khiến cả người triệu tử mại dựng lông tơ, tim nảy thình thịch không ngừng, tim thay đổi vậy đồng hồ này có còn là cái cũ nữa không? Vậy, người thì sao? Bóng người đứng giữa sườn núi kia rõ ràng chính là A tỷ, nhưng nàng ta thật sự là A tỷ ư? Ta hiểu, tiên sinh muốn nói mọi việc không thể cưỡng cầu, bởi vì kết quả đương nhiên sẽ không như mong muốn. Đại nhân là nhân tài kiệt xuất trong đám đông, một kẻ vô danh tiểu tốt như ta sao có tư cách chỉ bảo ngài chứ? Cuộc nói chuyện kết thúc, rốt cuộc Triệu Văn An cũng từ bỏ chấp niệm với cái đồng hồ và sách túi đi ra khỏi phòng. Lúc ông ta đi lướt qua cửa sổ, lần đầu tiên Triệu Tử Mại cảm thấy cha hắn cũng chỉ là một ông già bình thường cả người ông ấy chìm trong ánh mặt trời, nhưng vì nỗi đau mất con gái yêu mà cả người ủ dột bi thương, hắn cảm thấy lòng mình siết lại, bi thương và yếu ớt của ông ấy đều vì hắn mà ra. Nếu có một ngày ông ấy phát hiện ra chân tướng thì hắn phải đối mặt với khuôn mặt già nua kia thế nào? Rồi hắn phải tự xử thế nào? Lão già chết tiệt này tới đây chỉ vì một cái đồng hồ trách ư, tiêu vân sinh ở bên cạnh phỉ nhổ, những lời này kéo triệu tử mại trở lại ảo cảnh hắn nhìn tiếu vân sinh chậm rãi đi từ phía sau ra phía trước căn nhà và thăm dò nhìn thoáng qua cánh cửa triệu văn an đã đóng lại lúc này hắn ta cởi mũ duỗi tay gãi gãi đầu và mắng một câu thô tục triệu văn an một ngày nào đó ta sẽ bắt được sai lầm của ngươi đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi rơi từ mây xuống buồn vĩnh viễn không thể xoay người nói đến một nửa hắn bỗng nhiên dừng lại vẻ hung ác trên mặt cũng không thấy đâu nữa thay vào đó là chút chột dạ và kinh hoảng tiếu vân sinh nghe được một tiếng động không phải tiếng lau đồng hồ phát ra từ trong phòng mà thuộc về một người khác. Đó là kẻ vẫn luôn đi theo phía sau nhưng hắn lại không hề phát hiện ra, kẻ kia giống một con hoàng tước chuẩn bị vồ con bọ ngựa, nhưng lúc Tiếu Vân Sinh nhìn phía sau lại không phát hiện ra người mặc áo đen kia, bởi vì trong một khắc hắn quay đầu thì kẻ kia đã lặng yên lẫn ra phía trước, động tác của kẻ kia cực kỳ linh hoạt, cái cổ ngắn của Tiếu Vân Sinh căn bản không theo kịp tốc độ của kẻ ấy vì thế lúc hắn quay đầu lai like nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình thì miệng há ra vì kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn không dám thét chói tai hắn ta không thể kêu vì triệu văn an đang ở ngay ngoài cửa nếu hắn kêu lên thì kẻ kia sẽ biết hắn theo dõi mình từ trong cung tới tận đây huống hồ hắn còn chưa biết mục đích của kẻ trước mặt là gì bởi vì người nọ chỉ yên lặng nhìn hắn trong mắt không có bất kỳ thần thái nào người muốn làm gì hắn lặng lẽ phun ra một câu này kẻ áo đen lại vẫn lặng yên dùng đôi mắt ngay dại nhìn hắn sau đó bỗng cất bước đi về phía tiếu vân sinh không xong triệu tử mại thầm thét lên một tiếng nhưng cũng biết bản thân chẳng ngăn được cái gì lúc hắn đang chìm trong sợ hãi thì tên áo đen kia đã ra tay động tác của hắn nhanh như gió đến độ tiếu vân sinh còn chưa kịp phản ứng đã hứng một chưởng sau lưng phanh triệu tử mại nghe thấy một tiếng hét lên sau đó mấy mảnh thi thể của tiếu vân sinh đều bay về phía hắn đầu cánh tay hai cái đùi không dài hơn tay bao nhiêu chúng nó gào thét bay đến mang theo máu thịt nát vụn đè trên người ép tới độ hắn không thở được cũng không nói được gì triệu văn an người sai người hại ta ta muốn con trai ngươi trả giá cái đầu đè trên cổ hắn mở miệng lộ ra đống răng vàng và mùi thối khiến gân xanh trên trán triệu tử mại nảy lên cha thiếu nợ thì con trả để mạng lại cho ta cái đầu cực đại kề bên cổ hắn muốn ép toàn bộ không khí trong người hắn ra ngoài cái gì mà trả với không trả đã chết rồi còn ồn ào như thế xem ra khi còn sống cũng là kẻ lắm chuyện. Giọng nói không kiên nhẫn kia vừa vang lên thì đầu của Tiếu Vân Sinh biến mất, triệu tử mại ông cổ thở dốc, một bàn tay còn lại vẫn nắm chặt ngón tay thô ngắn của Tiếu Vân Sinh. Nhìn thấy cái gì rồi, ta ngồi xổm xuống cạnh hắn, dùng điệu bộ hoa lan chỉ mà cầm cái ngón tay kia sau đó ném lên ván gỗ để nó đoàn tụ với mấy mảnh thi thể khác. Ngươi có thấy hung thủ không? Có thấy, triệu tử mại vẫn đang hỗn hỉnh, hơi thở hóa thành khói trắng khiến khuôn mặt tan hơi mờ mịt, là Trịnh Hề Minh giết chết Tiếu Vân Sinh. Hung thủ chính là Trịnh Hề Minh, thế vì sao hung thủ lại phải đến triệu phủ sau khi giết người, tan tùy ý vân vê đầu ngón tay vài cái, ba đống lửa theo đó bốc lên. Nó đưa tay về phía trước đốt hồn phách còn đang vặn vẹo dãy dụ của Tiếu Vân Sinh thành một sợi khói nhẹ. Sau khi được gian tân chữa trị linh lực của nó tăng lên nhiều, nhưng ký ức vẫn chia năm xẻ bảy, chưa hoàn toàn khôi phục ngươi cũng hoài nghi cha ta sai trịnh hề minh giết người sao triệu tử mại liếc tang một cái sau đó chậm rãi thẳng người nói ta không tin tuy tận mắt thấy trịnh hề minh giết người nhưng ta vẫn không tin không phải ta bên vực người nhà cũng không phải vì cha ta là người cao thượng ngược lại ta tin ông ấy ngồi được ở chỗ này thì đế dày hẳn đã dính máu của nhiều người nhưng trong việc này ta lại tin tưởng ông ấy vô tội đây không phải thủ đoạn của cha ta đây rõ ràng là có người bày ra cục diện để ám chỉ này triệu văn an giết người đó cái này tuyệt đối không phải phong cách của ông ấy nhưng vì sao tiếu vân sinh lại hận triệu văn an thế tan xoa ngón tay vài cái và thổi nhẹ một hơi khiến ngọn lửa trên tay tắt ngúng triệu tử mại nhìn thoáng qua giường gỗ bên cạnh đôi mắt tiếu vân sinh vẫn không khép lại hai tròng mắt tuy bị máu che phủ nhưng vẫn nhìn mình trừng trừng thật đáng sợ từng có lúc đôi mắt này tràn ngập thân thiết và lấy lòng khi nhìn hắn lúc ấy ông ta thân thiết tới độ đứa nhỏ như hắn cũng cảm thấy hơi không thoải mái Tiếu Vân Sinh là thám hoa năm đạo quan thứ 26, cũng từng là người khôi ngô tuấn tú. Sau đó ông ta gia nhập mạc phủ của cha ta, trở thành tâm phúc và trợ thủ đắc lực của ông ấy, có thể nói quan hệ cá nhân của hai người rất tốt. Lúc sau cha ta được chỉ định làm công sứ sang Anh, vị trí phó sử khi ấy trống nên ông đề nghị để Tiếu Vân Sinh đảm nhiệm. Hai người lấy thân phận đặc phái viên mà tham quan du lịch Anh quốc, cũng coi như hòa thuận, nhưng vì một ít việc nhỏ nên Tiếu Vân Sinh bắt đầu nảy sinh hiềm khích với cha ta từ đó oán giận sau đó là nói lời thất thiệt cuối cùng biến thành trắng trợn phê phán nhìn thấy tan ngáp một cái thế là triệu tử mại cười khổ một tiếng biết ngươi không có hứng thú nên ta chỉ định nói rằng người trên triều đều biết cha ta và tiếu vân sinh bất hòa nếu ông ta chết thì cha ta chính là người đứng mũi chịu sào vì thế một người sành sỏi và lõi đời như ông ấy cực kỳ không hy vọng kẻ này xảy ra chuyện được ta tin ngươi dù sao thì việc ai là hung thủ cũng không có liên quan gì tới ta Ta chỉ muốn tìm được du ký thôi, tăng lại ngáp một cái còn lớn hơn, tay còn vỗ vỗ miệng phát ra tiếng ô ô giống đứa nhỏ. Hiện tại nó càng giống người hơn, không, nói đúng ra thì càng ngày nó càng giống một tiểu nọ. Thi thoảng triệu tử mại sẽ nhìn chầm chầm nó và thậm chí sẽ hoảng hốt ngẩn người vì không biết linh hồn đang chiếm thế chủ đạo trong thân thể này là ai. Sau khi bước ra khỏi tranh tết, phần tính người của nó chậm rãi lan tỏa giống như vệt nước tràn khắp nơi ví dụ như hứng thú của nó với ăn uống càng ngày càng lớn, mới tới kinh thành mấy ngày nó và một què đã tới toàn bộ các tiệm ăn ngon ở đây, anh đào thịt đã hoàn toàn bị nó ném ra sau đầu. Hiện tại đồ nó thích nhất chính là trứng hoa quế, vừa mềm vừa ngọt, đúng là thứ các cô nương thích. hoặc ví dụ như lòng hiếu kỳ của nó ngày càng lớn, cái gì cũng thấy hứng thú. mà kinh thành này thì vừa lúc tề tự đủ loại đồ kỳ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người ta, đặc biệt là lúc tết sắp tới thế nên có đôi khi triệu tử mại cảm thấy nó cũng không quá quan tâm tới cuốn du ký kia hắn thậm chí hoài nghi nó muốn nhân lúc có được thân thể này để dạo chơi hết nhân gian một phen đây là điều dễ hiểu làm một cây đau lạnh băng lại cứng rắn ngoài chém người thì không còn gì khác còn làm người lại thú vị hơn nhiều có thể du hí nhân gian và ăn không ngồi rồi mà bảo điền chưa nói cho ngươi à a tỷ của ngươi đã trở lại nhưng nàng đã sớm không phải nàng mà bị một tên hòa thượng thối chiếm lấy thân thể giống như ta chiếm thân thể một tiểu ngọ ấy lúc bước ra khỏi hai cánh cửa kéo kẹt của phòng xác ánh trăng không còn bị ngăn cản cứ thế tưới lên người bọn họ tan thì đột nhiên thốt lên một câu này với hắn lời này được nó nói quá trực tiếp nên triệu tử mại căn bản không hề chuẩn bị trước để ứng phó hắn bất giác đứng sững tại chỗ một chân đã bước qua ngạch cửa còn một chân khác vẫn an phận bên trong phòng nó chưa bao giờ thảo luận đề tài này với hắn có lẽ vì không có cơ hội hoặc nó căn bản không để bụng nên cứ thế làm theo ý mình mới đánh cho hắn không kịp trở tay. Trải qua 10 năm mà bộ dạng nàng ta vẫn không hề thay đổi, chỉ có thể chứng tỏ một điều là A Tỷ của ngươi đã chết 10 năm trước. Nói xong câu đó nó quay đầu lại, nương ánh trăng cẩn thận đánh giá gương mặt hắn, từ đôi mắt tới nếp nhăn trên khóe miệng, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, không thương tâm, cũng không quá kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết nàng ta không còn nữa sao? Triệu tử mại nén cảm xúc trong lòng, Tươi trái tim kia hiện tại sắp nảy ra khỏi cổ thì hắn vẫn bình thản nói, cha ta đã cho người đi tìm khắp mọi nơi trên mảnh đất này nhưng không thấy A Tỷ. Đã 10 năm, nếu nàng còn sống thì với bản lĩnh kia sao còn chưa báo tin cho người nhà. Nếu không có vậy hẳn nàng ấy đã không còn trên đời nữa, nói dối với triệu tử mại mà nói thì không phải việc khó. Từ nhỏ tới lớn hắn đã dựa vào biết bao nhiêu lời nói dối để che giấu sự nhút nhát của mình, vì nói nhiều nên hắn cũng đã quen có điều khi đứng trước mặt tan hắn chưa từng nói dối, cũng không biết nó có phát hiện ra sự chột dạ của hắn thông qua biểu hiện trên mặt giống cha hắn hay không. Cũng may nó không tiếp tục truy cứu nữa mà chỉ biểu môi nhàn nhạt hỏi, ngươi không thích A Tỷ của ngươi sao? Không tính là thích, ta nghe Bảo Điền nói rồi, tan hừ một tiếng sau đó chuyển đề tài khác. Nhưng đêm nay nó chắc chắn muốn làm khó hắn rồi nên câu hỏi sau lại khó hơn câu trước, nếu biết A Tỷ của ngươi không còn nữa thì vì sao ngươi không nói cho cha mình? Một cái đồng hồ đã khiến ông ấy thương tâm như thế, nếu biết tin thì ta không dám nghĩ ông ấy sẽ như thế nào. Huống chi hiện tại triều đình trong ngoài đều có sóng nằm mãnh liệt, cần gì phải thêm phiền cho ông ấy vào lúc này. Hắn dừng một chút, hơn nữa người ta tồn tại trên đời cũng cần có một chút hy vọng. Câu trả lời này có vẻ đã qua cửa nên tan không nói gì nữa mà chỉ hơi gật đầu. Nó đi theo con đường gạch xanh trước cửa phòng sát đi về phía trước, bóng dáng bị ánh trăng kéo vừa dài vừa nhọn. Triệu tử mại nhẹ nhàng thở ra, bước qua ngạch cửa chuẩn bị theo sau, nhưng vừa đi được vài bước chợt hắn nghe thấy tiếng tan truyền tới từ phía trước, không có cảm xúc gì, chỉ bình lặng như ánh trăng. Con người ta sống một đời luôn phải học cách buông tha chính mình, cha ngươi như thế, mà ngươi cũng vậy. Lúc trở lại phủ triệu tử mại vẫn đang nghĩ tới câu nói kia của tang nhân sinh trên đời luôn phải học cách buông tha bản thân mình. Hắn cũng đâu muốn đối đầu với bản thân mình, nhưng không phải mọi tâm ma trên đời này đều có thể dễ dàng trừ tận gốc. Có điều dù câu nói kia không thể giúp hắn trừ tận gốc tâm ma nhưng vẫn khiến lòng hắn bị nung bỏng cháy, giống như có một hòn thang đang quay tròn trong đó. Chẳng qua cảm xúc này lại tiêu tan không thấy đâu khi hắn nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi trong phòng, giống như cảm giác ấy chưa bao giờ xuất hiện vậy. Bóng triệu văn an hát lên cửa sổ, đồng thời còn có con búp bê chăn dê trong cái đồng hồ cũ. Lúc này nó bị vỡ thành 5,7 mảnh nhưng lại được ông ấy kỳ công ghép lại. Tuy thô ráp nhưng cuối cùng nó cũng có hình người. Triệu tử mại đẩy cửa đi vào phòng và nhìn chầm chầm con búp bê trên tay Triệu Văn An trong chốc lát mới chấp tay gọi cha. Triệu Văn An quay đầu, giống như bây giờ mới phát hiện ra Triệu tử mại vậy. Ông ta sửng sốt sau đó nhàn nhạt hỏi, về muộn thế sao, thân phận hung thủ đã được xác định, đúng là Trịnh Hệ Minh, hắn hơi ngước mắt lên, bất động mà đánh giá thần sắc trên mặt Triệu Văn An. Thấy ông ta lộ vẻ kinh ngạc thế là trong lòng hắn cũng an ổn hơn và nói tiếp, con vừa mới bẩm báo việc này với đàm đại nhân, Thuận Thiên Phủ đã có công văn truy nã Trịnh Hề Minh, treo giải một vạn quan tiền, chuyện của Thuận Thiên Phủ không cần bẩm báo với ta, Triệu Văn An đã thu lại chút kinh ngạc trên mặt và lại bắt đầu đùa nghịch con búp bên trong tay, đầu con búp bê lệch qua bên vai giống như sắp rơi, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, cái đồng hồ này không sửa được sao, Triệu Tử Mại biết ông ấy đang kiên kỵ nên không nói tiếp, hắn muốn thỉnh An rồi rời đi nhưng miệng lại không tự giác bật ra một câu này. Không ngờ đến thứ tử đồng thích nhất ta cũng không giữ được, triệu văn an ngay ra và vội ngẩng đầu liếc nhìn triệu tử mại một cái ngươi đừng tự trách việc này vốn không nên trách ngươi lòng triệu tử mại giống như bị một tảng đá lấp kín giọng cũng trở nên khàn khàn nói buông bỏ chấp niệm thì mọi thứ sẽ tự nhiên nói xong hắn nhanh chóng bổ sung một câu đây là lời an ủi một người bạn nói với con hôm nay triệu văn an nhìn hắn một lúc lâu trong mắt thế mà lại có một chút ôn nhu người bạn kia của ngươi chính là vị cô nương ta nhìn thấy ở thuận thiên phủ sáng nay ư sao cha biết nàng là nữ, vì nóng lòng nên hắn bật thốt ra câu này. Vừa nói xong hắn đã hối hận, lỗ tai cũng đỏ lên. Tuy hiện tại ta chỉ là một ông lão sắp xuống lỗ nhưng rốt cuộc cũng từng có tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên cùng con trai nói tới đề tài thân mật này nhưng Triệu Văn An không nghĩ tới lời nói lại tự nhiên như thế. Giống như bọn họ vẫn luôn là một đôi cha con thân mật khăng khít vậy. Ông ta tiếp tục hàng huyên, cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, cái thứ này nói không rõ nhưng lại khiến biết bao người như tre già măng mọc mà hiến thân, thế nên đời này trước nay không thiếu kẻ si tình, ngay cả vị hoàng hậu nương nương chưa bao giờ cười kia cũng giống nhau, ông ta bỗng xoay chuyển đề tài khiến triệu tử mại ngẩn ra, hoàng hậu nương nương ư. Sao bỗng nhiên cha lại nhắc tới nương nương, ánh sáng trong mắt triệu văn an tối lại, giữa mày có nếp nhăn thật sâu, hôm nay sau khi hạ triệu cung nữ quý mai bên cạnh nương nương tìm được ta nàng ta nói thánh thượng bị một loại bệnh kỳ quái không ai trị hết được, triệu tử mại khó hiểu, vì sao nàng ta lại tìm ngài. Cha đâu phải người thông y thuật, nàng ta nói cực kỳ mờ mịt, sau đó nhanh chóng bị hai thái giám mang đi, có điều ta vẫn nghe được ý trong lời nàng ta, thứ nhất, bệnh này không phải đại phu bình thường có thể chữa trị, thứ hai, ông ta thoáng nhìn cửa sổ, giọng hơi thấp xuống, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Sợ là trong cung có người không tận tâm với bệnh tình của Thánh Thượng thánh thượng là người đứng đầu một nước ai dám không tận tâm với long thể của bệ hạ chứ nói đến đây triệu tử mại bỗng nhiên ngừng lời và nhớ tới lời đồn đã lưu truyền trong kinh thành từ lâu thánh thượng sáu tuổi kế vị vì tuổi nhỏ nên triều chính đều do thái hậu định đoạt thánh thượng dần lớn lên mắt thấy sẽ thành niên nhưng thái hậu lại tham quyền thế không chịu nhường quyền lại bà ta luôn lấy cớ thánh thượng chưa có nhiều kiến thức để kéo dài thời gian mình chấp chính một vị hoàng đế không thể tự mình chấp chính thì có còn là hoàng đế nữa không nguyên nhân chính là vì thế mà tình cảm mẹ con họ bắt đầu đi tới tình cảnh khó mà xoay chuyển. Sau đó vì việc tuyển hậu mà hai người lại tranh chấp, nữ tử thánh thượng thích và người thái hậu muốn chọn không giống nhau, thánh thượng kiên trì quyết định và cưới người mình yêu, nhưng quan hệ của hai mẹ con cũng vì thế mà càng trở nên cứng đờ. Từ đây về sau thái hậu thường xuyên răng dạy hoàng đế, cũng chèn ép vị hoàng hậu tính cách kiên cường kia, vì lúc nào cũng phải phòng bị nên quan hệ mẹ con cuối cùng biến thành như nước và lửa chẳng lẽ người không tận tâm trị liệu cho thánh thượng là triệu tử mại không nói hết lời nhưng đôi mắt triệu văn an phía sau ánh nến lại lập lòe chứng tỏ mọi thứ ngoài bà ta còn có ai vào đây nữa còn có ai dám bỏ mặt bệnh tình của hoàng đế một nước khiến hắn lay lắc trên giường bệnh chứ cha ngài định làm thế nào triệu tử mại hỏi một câu này nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt triệu văn an thì hắn bỗng cảm thấy lời của mình đúng là thừa cha hắn còn có thể làm gì đắc tội người kia thì ông ta chẳng gánh nổi hậu quả dù tay ông ta có dài, cũng không thể duỗi tới trong cung. Tuy tiền điện và hậu điện của dưỡng tâm điện nối liền nhau nhưng đó là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Dù Triệu Văn An có quyền khuynh triệu giả thì cũng chỉ có thể dựng bước trước tấm biển trung chính nhân hòa. Thái hậu nương nương, ngài đừng đi vào thì tốt hơn. Bên trong đốt than, mùi nồng, chỉ sợ ngài không chịu nổi, Lý Công Công duỗi tay chắn trước tấm rèm dậy nhưng sau đó lại vô lực buông tay hai đầu gối mềm nhũng quỳ trên mặt đất tác mấy cái lên khuôn mặt gầy gò vàng vọt của mình, vạn tuế gia vẫn luôn kêu lạnh, bọn nô tài không có cách nào đành đốt than, nhưng mùi kia gặp nóng càng thêm nồng, cứ thế, nghe vậy nữ nhân khoác một thân áo lông chồn lập tức lung lay như sắp đổ, đáy mắt có nước mắt chảy ra, đứa nhỏ ai gia hoài thai 10 tháng mới vất vả sinh ra được chẳng lẽ ta còn ghét bỏ hắn chắc. Dứt lời bà ta đẩy ngã Lý Công Công đang quỳ gối trước cửa rồi duỗi tay kéo rèm cửa sau đó cất bước đi vào mãn cát đèm cửa khép lại, trong một khắc ấy một mùi hôi thối phả ra, tiểu cung nữ đi phía sau không nhìn được nôn khang một tiếng. Nàng ta sợ tới độ vội vàng quỳ xuống, dập đầu mấy cái về phía Thái Hậu, nhưng người trước mặt lúc này lại chẳng có tâm tình xử trí nàng ta. Thái Hậu đang mãi nhìn bóng dáng trên giường lớn, bóng dáng hắn được bọc trong bộ quần áo màu vàng, lúc này có thứ gì đó đang mấp máy giống như một con sâu, con của ta. Bà ta chạy tới phía trước nhưng chân lại bị vấp tí thì ngã, mày có cung nữ ở bên cạnh đỡ kịp, giờ khắc này bà ta không phải thái hậu, hắn cũng không phải hoàng đế, hai người họ chỉ là hai mẹ con huyết mạch dính liền, giống tất cả những người khác trên đời này. Bà ta đẩy tay cung nữ ra, nhào về phía long sàn cách đó vài bước và kéo màn che ngăn cách bọn họ ra, chậu thang ở mép giường vang lên từng tiếng tanh tách, hơi nóng tràn ngập trong màn biến nơi này thành một cái lồng hấp, mà cái lồng ấy lúc này đang tỏa ra mùi tanh tử dày đặc vô tận, vĩnh viễn không tan được đôi mắt bà ta bị mùi hôi này hung đến độ chua xót, nước mắt ứa ra, nhưng hiện tại thống khổ mùi hôi này mang tới cho bà ta không thể so với những gì bà ta thấy, đó là cái gì? Khối thịt kia được bọc trong bộ quần áo màu vàng loang lỗ màu đỏ tươi, giống từng đóa hoa mai chưa nở rộ, từ cổ áo lan tới cổ chân. Mới chỉ một ngày sau lại tới nông nổi này rồi. Rõ ràng hôm qua lúc tới gặp hắn thì đống hạt như bông lúa kia vẫn còn no đủ hoàn hảo, sao hiện tại chúng đều nở bung thối rửa thế này? bà ta bỗng nhiên muốn che mắt lại giống như làm thế là có thể tránh không cần nhìn cái đầu và đôi tay lộ ra ngoài của hắn nhưng bà ta không thể làm vậy người nằm trên giường là đứa con bà ta vất vả lắm mới sinh được nếu đến bà ta cũng ghét bỏ thân thể bị tàn phá của hắn thì chỉ sợ lòng hắn cũng sẽ lạnh lẽo tan nát như vẻ bề ngoài này ngạch nương rốt cuộc người trên giường cũng ý thức được có người tới nên gian nan nâng mí mắt lên một chút mí mắt hắn cũng bị tàn phá đám bông lúa kia không buông tha một tấc da thịt nào trên người hắn, chúng điên cuồng lan ra toàn thân. Con ta, bà ta không tự giác vươn tay qua, ngay sau đó ngón tay trắng như ngọc bị một bàn tay vừa lạnh vừa dính túng lấy, dạ dày quay cuồng muốn nôn. Đây cũng là phản ứng tự nhiên dù bàn tay nắm lấy tay bà ta thuộc về đứa con để bà ta sinh ra. Bà ta cố gắng tránh nhìn mu bàn tay loan lỗ từng vết thối rửa kia. Chúng như nụ hoa hút đủ máu huyết của hắn và bông nọ tiếp bông kia nở rộ. Con ta, không sao đâu, độc phát ra rồi là sẽ nhanh khỏi bệnh. Ngươi nhẫn nại thêm mấy ngày, ngạch nương để bọn họ nấu thuốc hạ hỏa cho ngươi uống là sẽ không đau nữa. Lời nói dối là dễ nghe nhất, nhưng nếu người nghe không tin thì nó sẽ trở thành thứ còn ác độc hơn sự thật. Có điều người trên giường hình như không để bụng, hắn liều mạng cầm mấy ngón tay trơn bóng kia và dùng hết sức của mình nói, ngạch nương. Ngạch nương, nhi tử thực xin lỗi ngài. Nhi tử. Nhi tử không dùng được nữa rồi, nhưng hoàng hậu nàng, nàng còn trẻ, mong ngạch nương đối xử tử tế. Đối xử tử tế với nàng, lòng bà ta căng lên, ánh mắt ướt ác lập tức tráo hoảnh, hóa ra hắn làm bộ kính cẩn nghe lời là vì nữ nhân kia. Hắn tự biết mình không còn sống lâu được nữa nên mới rốt cuộc nhớ tới ngạch nương này. Vậy hắn có từng nhớ rõ mình từng lần lượt chống đối bà ta không? Trước mặt quần thần, trước mặt phi tần trong hậu cung hắn không cho bà ta chút đường sống nào, bức bà ta ra khỏi triều đình mà bà ta đã khống chế mười mấy năm hắn có nhớ vì bảo vệ hoàng hậu mà hắn không tiếc cãi cọ, của trách bà ta, nói hoàng hậu đáng thương thế nào nhưng chẳng hề để người mẹ như bà ta vào trong mắt, có lẽ hắn đã sớm quên sau khi tiên hoàng qua đời, bà ta vì giữ được ngôi vị này cho hắn mà phải nín nhịn, lần lượt vượt qua mũi đau biển lửa. Ở trong mắt hắn chỉ có hoàng quyền tối cao cùng nữ nhân thậm chí còn chưa từng sinh đứa con nào cho hắn, hiện tại hắn bị bệnh mới nhớ tới người mẹ này sao? hắn nhét bàn tay thối nát kia vào tay bà ta là muốn moi từ trái tim vỡ nát của bà ta chút gì đó ư đáng tiếc trong lòng bà ta lúc này đã chẳng còn gì nữa bà ta bỗng nhiên rút tay ra khiến hắn trở tay không kịp bàn tay gần như bị ném trên giường bà ta chùi chất nhầy trên tay lên chăn coi như phủi sạch mọi thứ giữa bọn họ nếu trước hôm nay bà ta còn do dự và hối hận nhưng tới giờ khắc này bà ta chỉ còn lại dục vọng của bản thân hắn hoảng sợ nhìn nữ nhân mặc một thân hoa phục ngồi bên mép giường trong cổ phát ra vài tiếng lọc cọc yếu ớt sau đó cổ rủ sang một bên ngất xỉu, thái hậu nương nương, phải làm sao bây giờ? Vạn tuế gia sợ là, sợ là không chịu được lâu nữa, dựa vào thuốc để kéo dài cũng không phải cách, thấy hoàng thượng hôn mê bất tỉnh thế là lý công công ở bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn được quỳ bò tới bên người thái hậu mà, dập đầu mãi, thái hậu nương nương, ngài nghĩ xem có cách nào không? Thái Hậu vẫn còn mãi mê dùng chăn cò sạch mấy ngón tay được bảo dưỡng trắng nõn tinh tế như tay thiếu nữ của mình, vừa làm vừa nói, Ai Da tuy là Thái Hậu nhưng cũng không phải thần tiên. Trong cung có biết bao nhiêu đại phu đã tới xem nhưng thật sự không trị được, cũng chỉ có thể cách Ai Gia mệnh khổ, chẳng cách được người khác, giọng bà ta không hề gần sống, giống như đang thảo luận chuyện con chó con mèo nào đó trong cung. Lòng lý công công cả kinh, ông ta nghe hiểu nhưng dù phải mạo hiểm rơi đầu ông ta cũng không muốn từ bỏ bởi vì người nằm trên long sàng chính là thiên tử, là vạn tuế gia, là đứa nhỏ ông ta nhìn lớn lên từ bé, cũng là người mà hoàng hậu nương nương dùng mệnh bảo vệ. Ông ta nhận vòng tay của hoàng hậu nương nương nên phải làm việc, mà dù không cầm thì ông ta cũng muốn tranh thủ một chút cho đôi uyên ương mệnh khổ này. Lão Phật gia, đại phu y thuật không tốt thì không bằng chúng ta ngẫm lại cách khác, ông ta ngước mắt lên một chút, khóe mắt hơi lướt qua khuôn mặt hồng hào kia. Hiện tại là lúc nào? Dân gian đều chuộng tay học, các đại thần còn kêu gọi cái gì mà giao thiệp với người nước ngoài tuy ai gia ở hậu cung không quá hiểu những việc đó nhưng cũng biết có vài thứ cổ hủ nên sớm vứt bỏ trước đó vài ngày ai gia tìm đại tác mãn tiến cung đã bị không ít người nghị luận sau lưng hiện tại nếu lại mời đám hòa thượng hay đạo sĩ tới chẳng phải lại khiến dư luận nháo nhào hơn ư bà ta không nhanh không chậm mà kiên nhẫn giải thích lý trí lấp lánh sáng đến dọa người trong mắt bà ta lúc này bà ta chẳng giống một người mẹ sắp mất con gì hết lý công công đã hiểu tâm ý của bà ta từ phần lý trí kiên định này bà ta đã hạ quyết tâm và không ai trong cung này có thể chống lại quyết tâm ấy lý công công chỉ thấy lòng mình dâng lên bi thương thật lớn vì hoàng thượng cũng vì hoàng hậu nương nương đang bị nhốt trong cung điện ngay ngô đợi tin tức của ông ta ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn đang chậm rãi tan dần bóng đêm bò lên sông cửa dần ăn mòn ánh mặt trời mãi tới khi hoàn toàn nuốt trọn ánh nắng cuối cùng tử cấm thành đã vào đêm và nơi này tối tăm hơn bất kỳ nơi nào khác. Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có vô lượng, vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ. Nếu có ai mà trót đã phạm giới nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác. Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém mọi căn chẳng đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù, điếc, ngọng, câm, què quạt, khòm lưng, hóa hủy, điên, cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe tên ta rồi hết thảy đều được đẹp đẽ, sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ, kinh dược sư lưu ly quan như lai. Tràng hạt bị mồ hôi thấm ướt trơn trượt, ngón cái bởi vì mấy ngày lặp lại động tác kia nên đã chết lặng nhưng người ngồi dưới đèn tụng kinh Phật lại không có ý muốn dừng lại, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể từ sóng to gió lớn tìm thấy một đường thanh tịnh. Mới có thể không để đầu óc nghĩ mãi tới một màn nhìn thấy mấy hôm trước người nằm trên giường chính là thiếu niên sạch sẽ đến độ hơi nhu nhược, hắn không chỉ là chồng nàng, còn là thiên tử nàng sùng bái, nhưng hiện tại cái người mang theo vài phần thần thánh trong lòng nàng lại rơi ầm ầm xuống buồn, biến thành một khối thân thể thối nát mà mỗi người đều né tránh, kỳ thật ai gia cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ta không muốn ngươi phải sợ nên mới không cho ngươi tới đây, hơn nữa ta nghĩ hoàng thượng cũng không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhưng ngươi thì sao? Trước nay ngươi chưa từng nghe lời khuyên của người khác, một hai phải lén lút tới đây ngươi không những không nghe lệnh ai gia mà còn không tuân theo lệnh của hoàng đế hiện tại ngươi vừa lòng chưa ta không sợ mặc kệ bệ hạ biến thành bộ dáng gì thì chỉ cần lòng bệ hạ không đổi vậy với ta ngài ấy vẫn là người như trước nàng biết thái hậu không tin những lời này bà ta đã trải qua nhiều việc nên tự cho là có thể hiểu thấu đáo mọi việc và luôn coi thường chuyện nhi nữ thường tình nhưng lúc này đối mặt với đôi mắt khinh miệt của thái hậu nàng lại hơi chột dạ bởi vì nàng bắt đầu hoài nghi người trên long sàng rốt cuộc là ai, có thật là hoàng đế không? Thiếu niên nàng vừa gặp đã thương sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Mãi tới khi người kia yếu ớt gọi tên nàng thì cả người nàng rung lên, lập tức tỉnh lại từ mê man. Vân Sơ, lúc chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, hắn sẽ không cho nàng gọi hắn là hoàng thượng, đương nhiên hắn cũng không gọi nàng là hoàng hậu. Vợ chồng hai người còn trẻ, luôn có chút chuyện bí mật thú vị với bọn họ chuyện gọi thẳng tên đối phương chính là một chuyện như thế, nhưng dù là việc đơn giản như vậy cũng luôn ngắn ngủi quá mức, cho nên nàng ta cực kỳ quý trọng. Vân Sơ, hắn lại gọi một tiếng khiến nàng ta sững sốt, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng nhận ra hắn, người kia mọc rễ trong lòng nàng, sao nàng có thể quên được? Lúc hắn đau thì nàng còn đau hơn hắn gấp trăm lần, nàng cảm thấy như bản thân mình cũng chịu khổ. Có lẽ đây chính là phần thưởng của những người thật lòng yêu nhau. Ta muốn cứu bệ hạ, ta muốn cứu hoàng thượng nàng không hề nghĩ ngợi mà gần như hét lên những lời này thái hậu cười lạnh một tiếng trong mắt có rét lạnh bà ta không nói gì nữa mà chỉ để người kéo nàng xuống để nàng ở trong cung đóng cửa tự hối lỗi nếu không có lệnh thì không được ra ngoài nàng không ăn không uống quỳ gối trước bàn thờ phật niệm kinh vì hắn lúc thân thể mệt mỏi nàng lại bỗng nhớ tới một người hoàng thượng đã từng nói với nàng về người đó hắn nói triệu đại nhân là triều thần ta tin tưởng nhất ông ấy đa mưu túc trí kiến thức rộng rãi, vì triều đình cúc cung tận tụy. Tương lai nếu có chuyện gì nàng nhất định phải đi tìm ông ấy, triệu đại nhân ác hẳn có thể giúp nàng. Lúc này nàng dừng động tác lần tràn hạt, ánh mắt nhìn tượng Phật trên bàn thờ và nghĩ, quý mai đã ra ngoài lâu như vậy sao còn chưa về. Mặc kệ có tìm được triệu đại nhân hay không thì nàng ấy hẳn cũng sẽ tìm cách báo cho mình chứ, chẳng lẽ có chuyện gì đó rồi ư? Cùng cục, cửa phòng phía sau bỗng vang lên tiếng mở khóa, có lẽ là cung nữ tới đưa cơm nàng không quay đầu lại ngón cái vừa động đã lại bắt đầu lần tràn hạt nương nương giọng quý mai vang lên phía sau khiến nàng kinh ngạc giật mình nàng vội vàng đứng dậy lòng nóng như lửa đốt mà chạy về phía bóng người đứng cạnh cửa sao ngươi lại có thể trực tiếp vào đây hộ vệ ngoài cửa không ngăn ngươi lại ư ừ, quý mai lắc đầu nụ cười khổ trên mặt nàng ta khiến hoàng hậu cảm thấy lòng như siết lại nàng ta nói nương nương ta đã tìm được triệu đại nhân ngươi có kể chuyện của hoàng thượng cho triệu văn an không ông ta ông ta nói như thế nào nàng kéo lấy tay áo quý mai và gấp đến độ lắp bắp nương nương nô tỳ đã nói rồi chuyện này triệu đại nhân không quản được đâu ông ta từ chối ngươi ư ông ta chẳng nói gì nhưng nhìn mắt ông ta là nô tỳ hiểu quý mai quỳ xuống hai tay kéo lấy vạt áo nàng nói nương nương chuyện này ngoài lão phật gia thì không có người nào quản được đâu nhưng lão phật gia hận các người nương nương ngài buông tay đi hiện tại buông tay thì ít nhất ít nhất có thể bảo toàn mạng cho ngài không biết qua bao lâu đến độ cuồng phong gào thét ngoài cửa cũng ngừng lại hoàng hậu mới nói chuyện giọng nàng ta giòn như sắp vỡ vụn mọi hy vọng đã không còn hiện tại nàng ta giống chồng mình cả người cũng thối nát hắn thối nát da thịt còn nàng thì thấy lòng mình tan ra từng mảnh nếu không giữ được hắn thì ta còn sống cũng có ích gì nàng cười trong ánh mắt lại không hề có ánh sáng nương nương ngài còn có người nhà nếu không vì mình thì cũng nên nghĩ tới lão gia và phu nhân chứ. Có câu nói nô tỳ không dám nói nhưng hiện tại mà không nói thì sợ về sau sẽ chẳng còn cơ hội. Nương nương, nếu ở trước mặt lão Phật gia ngài chịu nghe lời một chút thì sẽ không. Sẽ không rơi vào kết cục như hôm nay, quý mai nói đến một nửa thì ngừng, bởi vì ngoài cửa có tiếng hộ vệ bỗng nhiên quát hỏi, nương nương, ngài đang nói chuyện với ai thế, ta, nàng cảm thấy cổ chân chật lạnh, vừa cúi đầu lại chỉ thấy bên chân là một vũng nước chiếu ra bóng dáng của chính mình còn quý mai vừa rồi còn ghé bên chân nàng đã không thấy đâu quý mai nàng lúng cuống hô to cái tên này cửa trước mặt mở ra hồ vệ từ khe cửa thò đầu vào tỉ mỉ nhìn quanh khắp phòng rồi mới nói nương nương nô tại nghe ngài lầm bầm lầu bầu một lúc lâu ngài vẫn tốt chứ lầm bầm lầu bầu ư không phải mới vừa rồi quý mai tới nàng ấy ở chỗ này mà nàng chỉ vào vũng nước dưới chân mình đầu ngón tay hơi run run. Quý Mai ư, hồ vệ cười, khóe miệng nhếch lên nhưng da mặt lại chẳng hề động đậy, có chuyện này không biết có nên nói với nương nương hay không. Nhưng nô tài nghĩ quý Mai cô nương là nô tỳ bên cạnh ngài, từ lúc ngài tiến cung đã hầu hạ ngài. Nàng ta xảy ra chuyện lớn như thế mà không nói cho nương nương một tiếng thì cũng không ổn lắm, quý Mai. Làm sao vậy, hồ vệ vẫn mang theo nụ cười đắc ý kia, giống như hắn muốn nhìn chê cười của kẻ làm mẫu nghi thiên hạ như nàng vậy, chiều nay quý mai cô nương đã bị quăng vào giếng, là lão Phật gia hạ lệnh. Nô tài nghĩ thi thể nàng ta hẳn đã được vớt lên, nói không chừng đã bị kéo tới bãi tha ma rồi. Nương nương, nương nương, ngài làm sao vậy, nghe lời đồn trong cung thì hoàng hậu nương nương cũng ngã bệnh rồi, không biết vì nàng ấy chăm sóc hoàng thượng nên mệt nhọc hay bị lây bệnh từ bệ hạ, từ thiên kính ngồi trong xe ngựa và dán gần đàm chấn anh nói lời này, giọng cực thấp, sinh lão bệnh tử là do trời định, dù tường của tử cấm thành có cao cũng không ngăn được nó, đàm chấn anh thở dài giống như hơi thất thần. Sau đó khóe mắt ông ta nhướng lên nhìn về phía từ thiên kính, công sự ở cửa thành đã bố trí ổn chưa? Đã bố trí theo ngài yêu cầu, mọi cửa thành đều có trọng binh phòng vệ, các con phố quan trọng bên trong thành cũng đã bố trí người tuần tra liên tục. Một khi phát hiện trịnh hề minh chúng ta nhất định có thể bắt hắn về quy án, đại nhân cứ yên tâm. Nói tới đây xe người chậm rãi dừng lại, từ Thiên kính sốc trèm lên và nhìn thấy hai ngọn đèn lồng trắng trước cung phủ, hắn siết chặt hai bàn tay, "Đại nhân, Ngọc Thành hiền đệ tuyệt đối không chết oan uổng, ta nhất định sẽ bắt được Trịnh Hề Minh để trừng trị theo pháp luật, để hắn đền mạng cho Ngọc Thành." Đàm Chấn Anh gật gật đầu sau đó cùng Từ Thiên kính một trước một sau xuống xe ngựa. Quản gia nhà họ cung đứng ở cửa thấy hai người tới thì vội đón bọn họ vào và đưa tới nội viện sau đó chắp tay nói, "Hai vị đại nhân, từ khi công tử xảy ra chuyện, lão gia vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, chỉ có thể tiếp khách ở nội viện, mong hai vị thông cảm. Ông ta vừa dứt lời thì trong phòng đã truyền đến giọng của cung Minh Châu, mời hai vị đại nhân tiến vào. Đàm Chấn Anh nghe thấy thế thì vén rèm cửa đi vào thấy cung Minh Châu đang nằm trên giường thế là lòng chợt căng lên. Chỉ mấy ngày không gặp mà cung Minh Châu đã như già đi 10 tuổi, mái tóc muối tiêu này đã bạc trắng, cũng chẳng tết gọn mà để xõa tứ tung trên lưng. Cung huynh Ngài hà tất phải giày vào bản thân như thế? Ngài như vậy Ngọc Thành làm sao an tâm ra đi đây? Đàm chấn anh đi nhanh về phía trước nâng cung Minh Châu ngồi dậy, lại cầm gối cho ông ta kê lưng ngồi thẳng. Đúng vậy cung đại nhân, ngài nhất định phải bảo trọng, từ thiên kính cũng an ủi. Khủ! Khủ! Đàm huynh không có con cái nên sẽ không hiểu được tâm tình của ta, cung Minh Châu thở phì phò khi nói ra những lời này, hai đứa con của ta đứa thì mất tích, đứa thì chết, ông bảo ta làm sao mà bình thản đây ông trời quá không công bằng với nhà họ cung chúng ta ông ta vừa nói vừa ho bộ xương già dạ giống như cũng gãy hết vì cơn ho này từ thiên kính hung hăng đấm một đấm lên đùi mình sau đó chắp tay phẫn nộ nói đại nhân yên tâm từ thiên kính ta nói được thì làm được nhất định sẽ bắt trịnh hề minh để trả thù cho ngọc thành hiền đệ nghe vậy cung minh châu bỗng nhiên ngừng ho khan quay đầu về phía từ thiên kính hỏi hung thủ đã xác định là trịnh hề minh sao túi tiền tay âm ta đã sớm nói hung thủ là trịnh hề minh nhưng triệu tử mại kia vẫn không tin hiện tại thì tốt rồi chính mắt hắn nhìn thấy vì thế chẳng thể cãi được từ thiên kính căm giận nói triệu thông phán tận mắt nhìn thấy ư cung minh châu càng kinh ngạc hơn việc này nói ra thì rất dài chờ ông khỏe hơn ta sẽ giải thích rõ ràng với ông hiện tại dưỡng bệnh mới quan trọng án này ông cứ giao cho thuận thiên phủ của chúng ta đi cung huynh chỉ cần chờ là được đàm chấn anh vỗ lưng cung minh châu giúp ông ta thuận khí rồi lại đổi đề tài nhưng cung minh châu ho quá thể mỗi chữ nói ra đều giống như sẽ lấy đi cái mạng già của ông ta vậy trịnh hề minh và thành nhiên nhà ta không oán không thù nhưng hắn lại là môn sinh đắc ý của lão tặc kia nếu nói hắn không bị người ta sai sử thì lão phu nhất định không tin nghe vậy đàm chấn anh trừng mắt nhìn từ thiên kính một cái ý trách cứ hắn lắm miệng sau đó mới khuyên giải an ủi cung minh châu ông đừng nghĩ nhiều Hiện tại vẫn chưa xác định được việc này có liên quan tới Triệu Văn An hay không, ông cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến thân thể. Ta đương nhiên biết phải làm thế nào." Cung Minh Châu thẳng lưng nói, đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày này ông ta tự ngồi thẳng. Nỗi hận trong lòng giúp ông ta chống đỡ, thoạt nhìn ông ta cũng hăng hái hơn nhiều, nhưng điều này lại khiến Đàm Chấn Anh càng thêm lo lắng. "Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ nhiều lời, cung đại nhân có vẻ để bụng câu nói kia?" không biết ông ấy có nghĩ cũng làm ra chuyện gì nguy hiểm không. Theo hiểu biết của ta với cung Minh Châu thì ông ấy sẽ không hành động tùy tiện đâu. Trên đường về Thuận Thiên phủ Từ Thiên Kính lại bắt đầu xin lỗi. Đàm Chấn Anh cảm thấy hơi chán ghét hắn lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi nên cũng chẳng nhiều lời mà chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó chuyển đề tài khác. Thiên Kính, đêm nay ngươi có ca trực phải không? Hạ Quan và tiểu tử kia cùng canh cửa phía tây, nơi đó ngựa xe ra vào nhiều cần nhiều người để ý hơn, hiện tại từ thiên kính đã không gọi triệu thông phán nữa. Từ tối hôm qua triệu tử mãi nói hắn thấy trịnh hề minh giết người thế là tên này cảm thấy mình thắng một bậc nên có tư cách gọi kẻ kia là tiểu tử, đại nhân. Không ngờ tên kia du học nhiều năm mà còn tin những chuyện quỷ thần này, vì phá án hắn còn không mạng sử dụng việc chiêu hồn, không phải ngươi cũng tin sao, đàm chấn anh không mạng không nhạt đáp một câu. Trong đầu ông ta hiện ra bộ dạng thanh tú của người đội mũ quả dưa đứng cạnh triệu tử mại tối hôm qua, đôi mắt người nọ sáng trong, mơ hồ mang theo chút hồng nhạt. Nếu nói đôi mắt này có thể nhìn thấy linh hồn người chết thì ông ta cũng tin, triệu thông phán nói án của từ sung cũng là do người nọ giúp mới phá được, phải biết rằng án kia thậm chí còn được đương kim thánh thượng ngợi khen đó, hà tất làm điều thừa. Hung thủ là ai chẳng phải liếc mắt một cái là biết ư, từ thiên kính khinh thường mà xịt một tiếng, cả người nghiêng sang một bên xốc trèm xe, bên ngoài sắc trời đã tối sầm hơn nữa, chỉ còn lại một mạc tà dương xa xa treo ở đường chân trời như lung lay sắp đổ, đã tới cửa Tây, đại nhân, hạ quan sẽ xuống xe ở đây, ngài về nha môn chờ tin tức là được. Nói xong hắn ra lệnh cho xa phu dừng xe rồi xốc trèm đi xuống, nhưng vừa mới bước một bước lại bị đàm chấn anh gọi lại, thiên kính, cẩn thận một chút, trịnh hệ minh kia tàn nhẫn độc ác. Hắn đã giết hai người nên nếu ngươi gặp hắn thì đừng cậy mạnh tự bảo vệ được mình mới có thể làm việc khác ngàn vạn không được tùy tiện giọng đàm chấn anh cực kỳ ôn hòa khiến từ thiên kính sửng sốt đã lâu hắn không nghe thấy ông ta nói chuyện như vậy với mình lúc hắn mới đầu nhập làm môn hạ của đàm thị cũng thường xuyên được ông ta ôn tồn dạy dỗ như thế so với cha đẻ của hắn còn kiên nhẫn hơn đại nhân yên tâm hắn nhảy xuống xe ngựa và quay đầu lại cười với đàm chấn anh công phu của ta đều là đại nhân chỉ dạy dù đụng phải trịnh hề minh ta cũng không sợ nói xong hắn nhìn thấy môi đàm chấn anh giật giật giống như muốn dặn dò chút gì nhưng lúc này xe ngựa đã rời đi lúc lướt qua chỉ để lại một mảnh bụi mỏng bay lên ân sư ngài chờ tin tức tốt của ta đi từ thiên kính hét một tiếng với xe ngựa sau đó nhanh chóng bước tới thành lâu nguy nga ghi cửa tây sau tuyết lớn thường là lúc trời lạnh thấu xương không có tầng mây giúp che chắn nên gió không hề kiên để thổi ào xuống từ bầu trời giống từng con dao nhỏ cắt lên những khuôn mặt mệt mỏi chật vật trên tường thành để lại hai màu đỏ thắm một trái một phải. Từ thiên kính dẫm trên bậc thang lên thành lâu, lúc trẻ ở cửa thang lầu hắn liếc mắt một cái đã thấy triệu tử mại đứng giữa một đám nha dịch và binh lính. Vóc dáng hắn vốn dĩ cao hơn người thường một chút, hơn nửa thân thể thẳng tắp nên khó tránh cảm giác hạt giữa bầy gà. Ngay cả từ thiên kính cũng không thể không thừa nhận chỉ nguyên bóng dáng cao ngất này là đủ mang theo khí thế bức người, giống hệt người cha một tay che trời của hắn. Đó là chưa kể tên này còn có gia thế hiển hách sau lưng đây là nguyên nhân mình ghét tên này sao thế nên dù hắn biểu hiện khiêm tốn nghe lời thế nào trước mặt mình thì mình vẫn không thể thích nổi ư từ thiên kính đi về phía triệu tử mại giày dẫm vang lên tiếng ca ca nhưng tiếng động này cũng không khiến người kia chú ý lúc này trong tay hắn là một bức vẽ của trịnh hề minh hắn đang cẩn thận mô tả đặc thù của người trong tranh thái độ chăm chú căn bản không để ý thấy có người tới gần khụ từ thiên kính ho nhẹ một tiếng kéo tầm mắt của mọi người về phía mình sau đó nở nụ cười không hề có chút ý tốt nào triệu thông phán hiện tại rốt cuộc người cũng thừa nhận người là do trịnh hề minh giết sao nếu ngươi sớm nghe lời ta thì cũng đâu phải hoảng loạn như thế này từ hai ngày trước chúng ta đã bắt đầu truy nã trịnh hề mình chứ có phải hôm nay mới làm đâu bảo điền ở bên cạnh lẩm bẩm bên vực chủ tử nhà mình nghe vậy từ thiên kính cười lạnh một tiếng quan trọng là lòng người ấy Triệu thông phán không tin người làm phủ thừa như ta nên một hai phải tự mình nghĩ ra một lời nói dối gạt ta và đàm đại nhân. Hắn còn tìm một tên giang hồ thuật sĩ tới phá án, quả thực không hợp tác phong của vị công tử nhà cao cửa rộng như hắn chút nào. Phủ thừa đại nhân dạy bảo rất phải, triệu tử mại duỗi tay ngăn bảo điện lại sau đó chấp tay hành lễ với từ thiên kính, hạ quan nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Tróc nã trịnh hề minh về quy án, từ đại nhân, kẻ đứng sau lưng ngài là ai thế? triệu tử mại còn chưa dứt lời thì một què đã lập tức nhảy ra từ phía sau hắn sau đó thì thầm một câu về phía từ thiên kính khiến, lưng tên kia nổi một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, lúc nhìn thấy đôi mắt màu hồng phấn kia hắn không nhìn được trùng mình một cái, sao tới một kẻ giang hồ thuật sĩ như ta đại nhân cũng sợ thế. Nếu thấy quỷ thật thì không phải ngươi sẽ sợ vãi tè à, tan thò đầu ra khỏi bóng đêm và cười lạnh khinh miệt với từ thiên kính sau đó đi tới bên cạnh triệu tử mại khoanh tay khinh thường nhìn từ thiên kính tự biết bị bọn họ chơi nhưng lại không dám dễ dàng nổi giận trước mặt quân sĩ vì thế chỉ vung tay về phía triệu tử mại mà hung hăng nói được lắm hai lần sau đó hắn không quay đầu đã đi theo tường thành về phía trước nhưng đi được hai bước thấy đám người dưới trướng mình vẫn không theo kịp mà ngay người tại chỗ thế là hắn lập tức quát các ngươi mọc rễ ở đó rồi hả còn không mau đi bọn nha dịch thấy thế vội chạy tới lúc bọn họ đã đi xa triệu tử mại mới lắc đầu cười nói với tang Hắn đã hoài nghi ngươi rồi mà ngươi còn gây chú ý, sao phải thế chứ? Hắn bắt nạt công tử thì đương nhiên đại thần tiên không nhịn được, bảo điền nhanh mồm không ai bằng. Sau khi nói xong, hắn còn biểu môi với Tang và xác nhận lại, đúng không? tan không trả lời mà chỉ ôm cánh tay nhìn vạn ngọn đèn dầu dưới thành giống như thất thần. Ánh lửa chiếu lên đôi mắt nó biến thành ánh sáng ấm áp sáng trong. "Phải không?" Trái tim Triệu Tử Mại đập nhanh vài nhịp và rốt cuộc cũng quyết định vẫn hỏi lại lời Bảo Điền. "Cái gì?" rốt cuộc nó cũng thu lại ánh mắt và nhìn hắn, thôi, không có gì, trong giọng của hắn mang theo thất vọng, không phải bởi vì nó không nghe được mà bởi vì trên mặt nó chẳng hề có chút để ý nào. Nó không để ý tới hắn, cũng không cảm nhận được mất mát của hắn. Một què trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chỉ hê hê cười hai tiếng, thôi thôi, trước tuần tra đi, triệu công tử. Nếu để lỡ việc chính thì ngài sẽ lại bị tên họ từ kia của trách đó. Cho dù tâm như tro tàn nhưng Triệu Tử Mại cũng biết hiện tại không phải lúc thương xuân thu buồn thế nên hắn gật gật đầu từ một tiếng và nhấc chân đi về phía trước. Nếu hắn còn dám bắt nạt ngươi thì ta sẽ thay ngươi ném hắn xuống vực, rốt cuộc hắn cũng chờ được câu này, dù nó nói thay ngươi ký là giúp làm việc nhưng cũng đủ để trái tim hắn như nổi sóng gió mãnh liệt. Giết hại mệnh quan triều đình chính là tội lớn, hắn vẫn mặt không biểu tình và cố đè nén cảm xúc trung động như đang nảy lên cổ. Giết một cũng là giết, mà hai cũng thế mặc kệ. Một, trong miệng tan chính là chỉ cha hắn Triệu Văn An vì thế Triệu Tử Mại không nhìn được bật cười thành tiếng sau đó quay người đi tới bên cạnh nó, hai mắt tràn đầy nhu tình, không cần ngươi vì ta mà đại khai sát giới đâu. Tang Vương một đầu ngón tay ra chọc chọc ngực hắn khiến xương sườn của hắn như gãy tới nơi, mệnh của ngươi thuộc về ta, vì vậy ta muốn ngươi sống thì sống, chết thì chết, ngươi khác đừng có hồng nhúng tay vào. Lời này nó nói ra nhàn nhạt nhưng Triệu Tử Mại lại biết nó hiểu hết. Nó biết nỗi thất vọng, phiền muộn và khổ tâm trăm chỗ khó nói với ai của hắn, vì thế nó dùng cách thức của chính mình để thể hiện điều đó. Bên tai hắn lúc này là gió bắt gào thét, nhưng hắn lại chợt thấy gió cũng ôn nhu, khóe miệng triệu tử mại nhếch lên, nhưng mặt vẫn nghiêm túc nói, ta đã nói là sẽ giao mệnh này cho ngươi rồi mà, tan không để ý đến hắn mà cất bước đi xuống thành. Triệu tử mại cũng theo sát nó giống như sợ bị nó bỏ lại, bảo điền thì chẳng hiểu gì cả nên huýt khuỷu tay với một què bên cạnh, hai người này nói cái gì thế sao ta chẳng hiểu gì. Một què vuốt trâu cười ha hả, những lời này không phải nói cho ngươi nghe nên ngươi không hiểu là phải rồi. Quan trọng là hai kẻ kia đều hiểu ấy, Bảo Điền càng thêm mê mang, tay gãi gãi đầu sau đó quyết định từ bỏ, miệng thở dài rồi cũng theo mọi người xuống dưới thành lâu. Dưới đó ngựa xe náo nhiệt tấp nập, lúc này sắp tới cuối năm, người về quê thăm thân và người tới mua hàng Tết cực kỳ nhiều, bọn họ tụ tập top 5 top 3, dịu già dắt trẻ ríu rít không khí vui mừng. Thừa dịp cửa thành chưa đóng bọn họ nhanh chóng đi qua nơi này ra ngoài. Triệu tử mại đứng bên cạnh tang và cùng nó nhìn chăm chú vào đám người và ngựa xe rộn ràng phía trước. Từ nhỏ hắn sợ nhất là nhìn thấy cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ thế này, bởi vì chúng càng tốt đẹp thì càng để lộ cô đơn của hắn. Nhưng hiện tại hắn đứng ở đây cùng nó thì lại thấy phần tịch mịch cô liêu kia rốt cuộc cũng tan đi, cách hắn xa vạn dặm. Phía trước có một chiếc xe ngựa bán dầu đi qua, để giữa ấm nên thùng dầu được che bằng một tầng rơm rạ thật dày. Hồ vệ thủ thành cầm bức họa của Trịnh Hề Minh so với Sa Phu, lại mở thùng dầu ra nhìn kỹ nhưng không phát hiện gì thường thế là cho người và xe vào thành. Lúc xe ngựa đi qua bên cạnh triệu tử mại hắn đột nhiên hắt hơi một cái, trong đầu nảy lên một ý nghĩ, công tử cảm lạnh sao, bảo điền ở phía sau quan tâm hỏi một câu, không phải, mùi này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên chiếc xe ngựa đã đi xa vài thước, Nghe hắn nói như vậy tang cũng chung mũi ngửi ngửi, mũi ngươi hiện tại còn thính hơn mũi ta rồi hay sao mà ta chả ngửi được gì thế, ta đã từng ngửi được mùi này trên người trịnh hề minh, triệu tử mại nói xong lập tức bước nhanh tới trước xe ngựa và lệnh cho sa phu dừng xe lại. Hắn sốc trơm trả trên thùng dầu lên sau đó cẩn thận kiểm tra ba cái bình chứa đầy dầu kia một lần, chẳng có gì khác thường cả, trong bình không có người, chỉ chứa đầy dầu vừng thơm nứt. Mùi vị này cũng hấp dẫn tan đi qua, nó thò mũi ngửi ngửi một lúc sau đó liếm liếm môi, "Ngươi ngửi được mùi này hả?" Sắc mặt Triệu Tử Mại nghiêm túc lắc đầu nói, "Không phải, mùi trên người Trịnh Hề Minh tươi mát, không ngấy như mùi dầu vừng, ngấy đâu mà ngấy, thơm mà." Mặt tan Mang theo vui sướng nhưng ai biết Triệu Tử Mại lại bỗng nắm lấy đống rơm rạ trên xe và để dưới mũi ngửi, "Đúng, là mùi rơm rạ, trên người Trịnh Hề Minh có mùi rơm rạ, không sai, chính là mùi này, rơm rạ ư?" Tan dời mắt từ vải dầu và duỗi tay đón lấy sợi rơm màu vàng trong tay triệu tử mại. Nó tùy tiện xoa vài cái đã vò hết đống hạt thóc trên đó xuống sau đó nói, không có gì vấn đề, đây chỉ là một cọng rơm thôi, nhưng sao trên người Trịnh Hề Minh lại có mùi này? Hắn đâu phải nông dân, ngày thường hắn đâu có tiếp xúc với rơm rạ, hơn nửa ngày ấy ta cũng không thấy trên người hắn có rơm rạ. Triệu tử mại phất tay để người bán dầu rời đi, bản thân thì rơi vào suy tư, mùi rơm rạ rất nhạt, nếu không ngửi kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng đêm đó Trịnh Hề Minh tới triệu phủ, hai người cũng không tiếp xúc gần gũi, vậy sao hắn vẫn ngửi được mùi kia thế? Chẳng lẽ Trịnh Hề Minh là người buồn nhìn sao, tan nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, ánh trăng nửa nghiêng trên tường thành mạ một tầng màu bạc lên đóng gạch thô ráp, có thứ gì đó dán chân tường động đậy vài cái sau đó đứng thẳng dậy, nhìn từ xa nó giống con người, nhưng nếu nhìn gần sẽ phát hiện đó căn bản không phải người mà là một bó rơm rạ phần đầu của người rơm được buộc chặt, nhìn giống đỉnh đầu, nửa đoạn dưới mở ra giống một bộ quan bào trên hẹp dưới rộng trong nha môn. Một bó rơm rạ ở chân tường thành có khiến người khác chú ý không? Đương nhiên là không, cho nên nó đã ở đây thật lâu nhưng đám binh lính tuần tra chẳng thèm liếc mắt một cái dù nó đúng là cái kẻ bọn họ đang tìm. Rơm rạ rung rẩy vài cái khiến hạt lúa rơi đầy đất, sau đó nó bỗng phát ra một tiếng thở dài chỉ có nhân loại mới có. Tới lúc rồi, ừ, bông lúa bỗng nhiên di động, giống như bị hóa lỏng mà chảy xuống rồng rồng, bổ sung những lỗ hổng. Trong lúc ấy người rơm càng ngày càng giống con người, chính xác là một cao thủ thân thể cường tráng lưu loát. Cuối cùng hạt lúa ngừng di chuyển, bóng dáng chiếu lên tường thành lúc này đã hoàn toàn là một con người. Nó rủ tay áo, ngón cái nhẹ búng một cái, khóe miệng nở nụ cười hơi dạ ra. Nên đi rồi, được, hắn gật đầu một cái và xoay người đối mặt với tường thành cao lớn, cả người hắn nhảy lên nhẹ nhàng giống một con thằng lặng lớn dán lên mặt tường ánh trăng trượt qua, hắn thành công ẩn mình trong bóng đêm, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng bò lên trên thành lâu. Lầu quan sát ở thành Tây mới được xây dựng sau này, vốn dĩ thành lâu ở đây chỉ có kết cấu một tầng, ngói xám, tứ phía có cửa lớn chứ không có cửa sổ. Sau này xuất phát từ yêu cầu phòng thủ thành nên thành lâu mới được xây thêm, có một lầu quan sát rộng ba trượng, cao hai trượng. Phía trên lầu quan sát có hai cửa sổ và tám lỗ bắn tên giống tám con mắt mở lớn với biểu tình cảnh giác nhìn xuống dưới thành thoạt nhìn nơi này khiến kẻ địch sinh ra sợ hãi, vì thế nó được mệnh danh là Lầu Bát Nhãn. Hiện tại từ thiên kính đang đứng trên lầu bát nhãn này, hắn nhìn qua một lỗ bắn tên và quan sát bóng đêm đậm đặc bên ngoài, hắn nhớ tới cung Minh Châu, vì trạng nguyên xuất thân danh môn của tiền triều kia đã từng hăng hái khí phách thế nào, nhưng hiện giờ ông ta hơi thở thoi thóp triền miên dưỡng bệnh, giống như trong một đêm đã bị hút hết nguyên khí, cũng chẳng trách được ông ta trở nên suy sụp như thế dù là ai cũng chẳng thể đón nhận đã kích liên tiếp, càng đừng nói tới vận rủi kia lại rơi hết lên người hai đứa con của ông ta. Từ thiên kính mơ hồ nhớ rõ đàm đại nhân từng nói ngoài cung Ngọc Thành thì cung Minh Châu kỳ thực còn có một đứa con gái nhỏ, nữ hài kia linh hoạt thông minh, có thể thơ có thể văn, giống hệt cha mình. Đáng tiếc đứa nhỏ đã đi lạc 10 năm trước, thật giống triệu gia tiểu thư, chẳng lẽ năm đó có kẻ tới kinh thành chuyên bắt nữ hài của nhà giàu sao, từ thiên kính lắc đầu, miệng sách một tiếng, nhưng hai kẻ đồng bệnh tương liên kia không hề đồng cảm cho nhau mà lại bất hòa trên triều. Hai người không ưa đối phương đã lâu, nguyên nhân cũng chỉ vì Triệu Văn An khởi xướng việc vận động giao lưu với người nước ngoài, chọn dùng kỹ thuật của phương Tây và sáng lập ra quân sự cũng như công nghiệp dân dụng. Ông ta còn chuẩn bị hải quân, sáng lập học đường kiểu mới, phái học sinh ra ngoài du học. Từ thiên kính là kẻ thô lỗ nên không hiểu những cái đó nhưng hắn luôn cảm thấy những thứ ấy nghe giống truyện nhìn lẻ một đêm vậy đặc biệt là cái gì mà xuất ngoại du học, đây không phải quên nguồn gốc, ruồng bỏ truyền thống sao? Người trong nước trước nay đều chỉ đọc sách thánh hiền của cổ nhân, người học mấy thứ của kẻ nước ngoài như Triệu Tử Mại thì còn thi khoa cử gì nữa? Nghĩ đến Triệu Tử Mại trong lòng Từ Thiên Kính bỗng nhiên tức giận và hừ lạnh một tiếng, hắn trợn mắt nhìn lên trời nghĩ, người ta luôn nói người phân theo nhóm, lời này đúng là không sai. Tên tiểu tử đáng ghét kia cũng chơi với toàn cái thứ đáng ghét, đã thấy cả cái đám chán ghét ấy lại dám hù dọa hắn để hắn mất mặt với đám nha dịch nhưng trong lòng hắn bỗng căng thẳng vì sao hôm nay mình lại nhát gan như thế tên người què kia chỉ mới tùy tiện nói một câu hắn đã khiếp đảm sau lưng lạnh toát chẳng lẽ vì hắn nhìn thấy hai cổ thi thể rách nát trong phòng xác hôm nay sao từ thiên kính thân là phủ thừa của thuận thiên phủ nên không thể có chuyện chưa thấy thi thể thối rửa bị ngâm nước bị băm vằm đến khó nhận mặt hắn đều đã thấy nhưng hôm nay lúc nhìn thấy thi thể của hai kẻ kia được khâu lại thì lòng hắn không khỏi lạnh căm cũng không dám nhìn quá kỹ, chẳng lẽ bởi vì đó là người hắn quen sao? Ngày thường nhìn thấy bộ dạng họ còn sống nên hắn khó có thể đón nhận ư? Không, tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế, nguyên nhân là vì hắn nghe được một tiếng nói không thuộc về nơi này, nó thuộc về cung Ngọc Thành và Tiếu Vân Sinh, bọn họ cười lạnh nói, "Từ Thiên Kính, kẻ tiếp theo nằm ở đây chính là ngươi." Từ Thiên Kính rùng mình, miệng không tự giác phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần hoài nghi, người chết thì sao còn nói được? nếu người chết còn có thể nói vậy bọn họ còn việc gì để làm nữa, đều trách tên tiểu tử kia, nếu không phải hắn tìm hai tên giang hồ thuật sĩ tới làm chút việc kỳ dị thì hắn cũng sẽ không bị bộ dạng lúc kinh hoàng lúc trống lên của bọn họ làm cho, bất an thế này, nghĩ tới đây lòng hắn thoáng an ổn, hắn đi tới gần lỗ bắn tên, khoanh tay nhìn từ trên cao xuống, nhưng vừa mới dừng bước hắn đã chợt nghe vài tiếng lạ tả bên tai. Đột nhiên có một bóng người lộn ngược từ trên mái của lầu quan sát xuống một khuôn mặt trắng bệt kề sát lỗ bắn tên ngay cạnh Từ Thiên Kính, trong mắt hơi ngước lên ngơ ngác nhìn khuôn mặt kinh hoàng của đối phương. Từ Thiên Kính sợ tới mức thiếu chút nữa đã thét ra tiếng. chân hắn lùi ra sau vài bước, cố gắng lệnh cho bản thân phải bình tĩnh sau đó lại nhìn về phía trước. không sai, trên lầu quan sát quả thực có một kẻ đang lộn ngược. hắn nhận ra gương mặt kia, đó là một tiểu nha dịch làm việc bên cạnh hắn vừa rồi kẻ này mới vừa xin xuống dưới đi vệ sinh ai biết lúc này cả người hắn lại treo ngược ở bên ngoài lầu quan sát từ thiên kính thét to vài tiếng ra ngoài nhưng không được đáp lại đám nha dịch khác hoặc đứng quá xa hoặc đang đi tuần tra dọc tường thành nên hiện tại ngoài hắn chẳng có ai phát hiện ra có người đang bị treo ngược bên ngoài lỗ bắn tên từ thiên kính nín thở sau một lát do dự hắn mới có đủ dũng khí đi về phía nha dịch kia hắn vươn tay ra khỏi lỗ bắn tên mà nhẹ vỗ lên khuôn mặt trắng xanh kia này tỉnh dậy đi tiểu nha dịch bị hắn vỗ một cái thì dần tỉnh lại mí mắt nửa hé nhìn thoáng qua gương mặt từ thiên kính giống như không hiểu vì sao miệng của phủ thừa đại nhân lại ở trên mắt hắn do dự khẽ trên một tiếng đại đại nhân đừng nhúc nhích để ta kéo ngươi vào từ thiên kính không kịp hỏi kẻ nào đã treo hắn ở đây mà chỉ vội vương hai tay ôm lấy tiểu nha dịch muốn kéo hắn vào trong lầu nhưng vừa vương tay ra hắn đã đột nhiên sửng sốt kéo vào kiểu gì lỗ bắn tên này dùng để bắn tên ra ngoài đầu người còn miễn cưỡng lọc chiếu vai thì lọc kiểu gì, thế nên nếu muốn cứu hắn chỉ có thể bò lên trên mái lầu quan sát, đang lúc do dự thì tiểu nha dịch bỗng phát ra một tiếng gào khang, đại nhân, mau, mau lên, hắn tới rồi, giọng của hắn như dây đàn căng lên, có thể đứt bất kỳ lúc nào. Trái tim từ thiên kính cũng rung rẩy thật mạnh giống người đang ở ngoài lỗ bắn tên, ngay sau đó hắn lại nghe thấy một tiếng thét chói tai, tiểu nha dịch trượt xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên từ thiên kính không bắt được người kia, chỉ thấy khuôn mặt hoảng sợ và tay chân múa may bất lực của hắn phục từ thiên kính rùng mình một cái chẳng cần nhìn hắn cũng biết đó là tiếng vang khi tiểu nha dịch đập xuống mặt đất cứng rắn đầu hắn hiện tại như một quả dưa hấu nát bét máu thịt bắn khắp nơi đại nhân xảy ra chuyện gì thế đám nha dịch ở nơi xa rốt cuộc cũng đã nghe được động tĩnh ở đây nên bắt đầu chạy tới nhưng từ thiên kính không sao trả lời bọn họ được bởi vì lỗ bắn tên trước mặt hắn lại xuất hiện một khuôn mặt đó là khuôn mặt mà có nằm mơ hắn cũng không quên. Trịnh Hề Minh cũng giống tên tiểu nha dịch kia, cả người treo ngược ở bên ngoài lầu quan sát, ánh mắt dại ra, trên mặt là nụ cười đáng sợ. Hắn hỏi, không túng được hắn hả, tên đó cười cười sau đó bỗng nhiên vương bàn tay to như móng chim ưng về phía mặt từ thiên kính. Cái tay kia rất to, khớp xương rõ ràng, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều dài hơn người bình thường một đốt, ngón nào của hắn cũng có bốn đốt ngón tay. Cũng chính vì thế Trịnh Hề Minh mới luyện được môn công phu tà đạo có thể lấy mạng người trong chốc lát. Hiện giờ bàn tay đã giết ba người ấy đang gần hắn trong gan tất, ở giữa lòng bàn tay có thứ gì đó đen như một con mắt khơi dậy sợ hãi sâu trong lòng từ thiên kính. Trịnh Hề Minh ở đây, từ thiên kính vừa rống lên vừa lùi về sau vài bước sau đó rút bội đao ở bên hông ra dùng hết sức chém một đao lên bàn tay kia. Bá! Một tiếng vang rất nhẹ cất lên, đao kia dễ dàng xuyên qua tay đối phương ngọt xớt. Từ thiên kính không ngờ mình lại dễ dàng phản kích như thế nên trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn chuẩn bị rút đao về và chém thêm nhát nữa, nhưng một khắc rút đao ra hắn lại ngây ngẩn, trên mặt đao không có máu, dù nó đã xuyên qua tay trịnh hề minh nhưng vẫn sáng bóng như mới được lau chùi, thậm chí còn có ảnh ngược của hắn, vì sao? Từ thiên kính khó hiểu nhìn về phía trước, cái tay kia, lòng bàn tay đen nhánh kia không hề có vết thương, hoặc đúng hơn là miệng vết thương kia đã lập tức khép lại khi lưỡi đao được rút ra tốc độ kia cực nhanh thậm chí hắn cũng không thấy rõ là thế nào sao có thể không biết từ thiên kính đang hỏi chính mình hay là đang hỏi trịnh hề minh nhưng toàn bộ nghi vấn này nháy mắt đã tan thành mây khói thay vào đó là sợ hãi tận xương tủy lấp đầy mỗi tấc máu thịt khiến cả người hắn đóng băng trịnh hề minh đang chui vào từ lỗ bắn tên đầu tiên là đầu sau đó là bả vai và nửa người trên cuối cùng là hai cái chân dài mạnh mẽ có lực của hắn nhưng lỗ bắn tên này nhỏ như thế thậm chí tiểu nha dịch nhỏ thó vừa rồi còn không vừa cơ mà. Sao một kẻ thân thể cường tráng như trịnh hề mình có thể qua được, đây không phải thuật trúc xương, từ thiên kính nhìn thấy rõ bả vai trịnh hề minh sụp xuống khi đụng phải lỗ bắn tên. Nó bị tường gạch trắng chắc đè ép thành một mảnh mềm mại không xương, nhưng lúc tên này chui ra khỏi lỗ bắn tên thì mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí hắn còn vỗ vỗ một bên tay còn chưa kịp khôi phục nguyên trạng để nó lại phồng lên thật giống như cánh tay kia không phải thứ có máu thịt xương cốt mà giống một đống bông vậy, đây không phải thứ mà công phu của thế gian này có thể làm được, dù là trịnh hề minh một thân võ công thượng thừa cũng không thể, thế nên lúc chính mắt nhìn thấy toàn bộ việc này từ thiên kính cũng phát ra một tiếng thét sắc nhọn giống tiểu nha dịch kia sau đó lập tức chạy qua một bên, cứu ta, hắn chạy về phía máy nha dịch, tay chân múa may. Lúc thấy rõ bóng dáng cao lớn của triệu tử mại và hai thuật sĩ giang hồ đi cùng hắn thì từ thiên kính bỗng thấy vui vẻ đây là lần đầu tiên hắn vội vàng muốn gặp tên tiểu tử kia như thế, bởi vì hắn không cảm thấy mình và mấy nha dịch ở đây có thể đối phó với cái thứ không phải người ở phía sau. Triệu tử mại, hắn không, từ thiên kính dùng hết sức lực hét lên một tiếng với triệu tử mại nhưng lúc thấy được thần sắc trong mắt đối phương thì trái tim hắn căng lên, cứ thế ngừng đập, cẩn thận, giọng triệu tử mại theo gió thổi tới, cùng lúc đó sau lưng từ thiên kính có chưởng lực đánh út tới. Triệu tử mại trơ mắt nhìn từ thiên kính vỡ thành mấy mảnh ngay trước mặt mình đầu hắn văng vào giữa đám người và biến thành một bãi đen đỏ trên mặt đất. Mấy nha dịch nhát gan lập tức sự mềm chân ngã ngồi trên mặt đất không dậy nổi. Triệu tử mại cũng sợ, ốc của từ thiên kính bắn đầy vạt áo hắn tỏa mùi tanh nồng nặc, mà cách đó không xa là nửa bên mặt với cái miệng vẫn đang mấp máy như chưa kịp phản ứng với việc mình đã rời khỏi thân thể. Có điều triệu tử mại biết hiện tại không phải lúc để sợ bởi vì cách hắn không xa chính là hung thủ giết người. Trịnh Hề Minh đứng giữa lầu quan sát, mặt hắn bị bóng đêm bao phủ nên không thể nhìn rõ, chỉ có bàn tay vừa mới đánh chết từ thiên kính là vẫn dơ ra, trong lòng bàn tay là vết đen đã lan rộng khắp khiến người ta kinh hãi. Không có ai dám đi lên đối mặt với hắn, đặc biệt là sau khi tận mắt thấy thảm cảnh của từ thiên kính, thế nên dù có tan, bảo điền và một què phía sau nhưng triệu tử mại vẫn không dám bước thêm một bước nào. Trịnh hề minh hơi nhếch khóe miệng giống như đang cười, rồi hắn bỗng nhiên nói chuyện, giọng truyền ra từ lậu quan sát, như hồi ức xa xưa triệu đại nhân vì triều đình cúc cung tận tụy nhưng đám cẩu quan này lại rình rập sau lưng tính kế ông ấy không dồn ông ấy vào chỗ chết thì không dừng tay nay trịnh hề minh ta thay trời hành đạo làm thịt đám súc sinh này để trả lại công bằng để trời xanh không bị mây mù che khuất nữa trịnh hề minh ngươi nói bậy cái gì đó triệu tử mại cả kinh lời của tên kia rõ ràng đang ám chỉ cha hắn tuy tên kia không nói rõ cha hắn là chủ mưu sau lưng nhưng cũng chứng tỏ mỗi người chết trong tay Trịnh Hề Minh đều có liên quan tới Triệu Văn An. Vô nghĩa với hắn nhiều thế làm gì, bên người bỗng xẹt qua một cơn gió, tan vốn là kẻ mặc kệ hậu quả, thế nào cũng phải ra tay phân thắng bại cái đã. Hơn nữa nó được Giang Tân dùng bút chữa trị hơn phân nửa nên bất kể là thể lực hay tự tin đều tràn đầy. Nhưng ba đống lửa mới bùng lên trong tay nó thì Trịnh Hề Minh lại bỗng lùi về sau vài bước, hoàn toàn giấu bản thân trong bóng đêm. Tang nhíu mày vung tay ra thế là ba ngọn lửa cuốn lại hóa thành một bó như dao lông chui đầu vào lầu quan sát. Ngọn lửa lớn hơn dĩ vãng nhiều, chỉ trong nháy mắt đã chiếu cả căn lầu sáng trưng. Chúng ùa ra khỏi tám lỗ bắn tên liếm vào không trung. Cả tòa lầu quan sát hiện tại chính là một bếp lò bị nung đỏ lửa, mặc kệ là ai ở bên trong cũng không thoát được. Nhưng Trịnh Hề Minh không thể chết được. Nếu hắn chết thì vết nhơ trên người Triệu Văn An sẽ không thể rửa sạch. Triệu Tử Mại nóng lòng túng lấy tay tang, đại thần tiên trịnh hề minh không thể chết được được hắn nhắc nhở thế là tan vội thu lửa lại nhưng cả lầu quan sát đã bị lửa nướng đen thui tường bên ngoài cũng là một vệt khói đen thật dày hai người vọt vào lầu quan sát và phát hiện bên trong không có một bóng người trịnh hề minh vừa đứng ở nơi này cũng đã biến mất đến một mảnh gốc áo cũng không còn người đâu thấy bên trong không có ai thế là triệu tử mại thất thần hỏi một câu hàng mày rậm của hắn nhíu chặt trịnh hề minh đi đâu rồi hắn không phải trịnh hề minh Ta nhìn thẳng một lỗ bắn tên sau đó duỗi tay cầm lấy một thứ ở đó. Nó nhìn chầm chầm thứ kia nửa ngày mới nói, nếu hắn là người thì hiện tại nhất định không chết cũng bị thương, nhưng hắn lại biến mất, chỉ để lại cái này. Nó nói xong thì bỏ thứ kia vào tay triệu tử mại, người nói trên người hắn có mùi rơm rạ. Người nói đúng rồi đó, triệu tử mại đón lấy thứ kia, má lập tức trợn tròn, đây là... Bông lúa, là bông lúa nhưng cũng không phải, ánh mắt tan sáng trong, đôi mắt hiếp lại một chút và nhìn lỗ bắn tên. Thân thể hắn tuy là do rơm rạ chế thành nhưng rơm rạ này không phải rơm rạ bình thường. Nó là cái gì? Tang vương hai ngón tay vân về bông lúa đã bị nướng chín trong tay triệu tử mại sau đó hơi ghét bỏ mà nhanh chóng rút tay về. Nó biểu môi nói, ngươi xem bông lúa này bọc cái gì? Triệu tử mại giơ tay ra trước mặt và lập tức hét lên một tiếng, tay liều mạng quăng vài cái, biểu tình trên mặt không biết là ghê tởm hay sợ hãi. Không ném được đâu, thứ này khát máu, một khi dính lên người thì đừng hòng thoát được khỏi nó tan đồng tình mà cười với hắn vậy ngươi cứ thế khoanh tay đứng nhìn à triệu tử mại đã cảm giác được đau đớn ở lòng bàn tay hắn cảm thấy thứ kia chuẩn bị chui vào tay mình rồi nhưng điều khiến trái tim hắn băng giá là tan lại như đang chế giễu biểu tình kinh hoảng của hắn không hề có ý muốn hỗ trợ ta đã nói một khi dính phải thứ này thì trừ phi bị nó ăn cả da lẫn xương nếu không nó sẽ không rời đi nó mở lòng bàn tay triệu tử mại ra và trộm cười một cái nhưng đó là lúc nó còn sống hiện tại cái thứ trong tay ngươi đã bị thiêu đến nửa chết nửa sống thì còn có thể làm gì hóa ra nó đang trêu hắn triệu tử mại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lòng bàn tay mình quả nhiên hắn thấy cái thứ như con sâu kia vốn đang vặn vẹo nay dần ngừng lại thân thể mềm mục thành một đống thịt nằm trong tay hắn ghê tẩm, tan nhíu mày thổi một hơi lên lòng bàn tay hắn thế là con sâu kia rơi xuống mặt ủng triệu tử mại sâu kia màu đen nhưng toàn thân phủ một lớp lông trắng nên thoạt nhìn có màu xám xịt mà đáng sợ nhất chính là cái đầu của nó, hoặc đúng hơn là nó căn bản không có đầu bởi vì nơi vốn là đầu lại bị một móc câu sắc nhọn thay thế, cái móc kia dù bị đốt cháy vẫn lóe hàng quang. Triệu tử mại nhìn thấy thì ngực tê rần, giống như bị nó đâm vào vậy, đây là sâu gì? Sao nó lại sinh ra trong bông lúa, tàn nhúng vai, hư lạnh một tiếng, sâu ư? Có lẽ gọi nó là ruộng lúa cổ thì thích hợp hơn đó, triệu tử mại hất con sâu trên ủng xuống rồi ngưng thần suy tư một lúc lâu mới hỏi, Cổ trùng ư? Ta từng nghe nói người Di Am hiểu hạ cổ, bọn họ để các loại độc trùng vào một cái lu và chôn xuống đất để chúng tự cắn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, cuối cùng chỉ còn lại một con chính là cổ trùng. Ta nhìn hắn, vậy ta phải hỏi Triệu Thông phán, nhà môn xử lý kẻ dùng cổ trùng thế nào? Kẻ dùng vu thuật hại người đương nhiên phải xử cực hình. Ta gật đầu, không sai, cho nên vu cổ hiện tại đã rất hiếm, nhưng có một loại cổ thuật khó mà phát hiện nên vẫn tồn tại chẳng qua nơi nó trốn quá phổ biến nên thường sẽ bị người ta xem nhẹ, Ngươi nói là Ruộng lúa cổ sao, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ruộng lúa cổ, nghe tên cũng đoán được là cổ thuật sinh ra ở ruộng lúa. Lý Nguyệt Sơn từng nói trong Tùng Đàm Vân rằng, từ quân vũ ở Diên An từng đọc được một tài liệu ghi rằng xưa có người tìm thấy một cục đất trong bụng một thi thể. Trong cục đất có bông lúa, kết luận rằng người ấy chết vì đau tim, cổ trùng kia được đặt tên là ruộng lúa cổ phía bắc cũng có người trúng cổ sẽ đau tim mà chết ư ừ, triệu tử mại hỏi nếu chỉ xem mặt ngoài thì quả là thế nhưng hôm nay ngươi đã thấy thứ được bao trong bông lúa thì ngươi còn tin lời trong sách kia không tan cười cười hỏi hắn bọn họ đều bị ruộng lúa cổ làm hại triệu tử mại lẩm bẩm nói một câu sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi vậy vì sao trịnh hề minh lại do đám rơm rạ chứa cổ trùng tạo thành không phải nói rằng là người nào đã dùng rơm rạ mô phỏng một kẻ hoàn toàn giống trịnh hề minh đây cái này để sau, hiện tại chúng ta nói tới cái thứ rơm rạ kia đã, tàn nhất chân nghiền nát con sâu trên mặt đất sau đó chán ghét mà nhíu mi nói tiếp, kẻ trúng ruộng lúa cổ được mai táng nhưng cổ trùng trong thân thể vẫn sẽ tồn tại trong người hắn, thi thể khiến đất đai một phương phì nhiều. bông lúa trong thân thể hắn cũng mọc rễ nảy mầm và trở thành một mảnh ruộng lúa, nụ cười của nó tươi rói, đôi mắt hồng nhạt lấp lánh ánh sáng, nhưng mỗi hạt lúa trong đó kỳ thực đều là một con sâu. Ta nghĩ sau này có người xây nhà ở đó, trong lúc vô tình phát hiện cổ trùng nên bắt đầu lợi dụng chúng để thực hành cổ thuật, bởi vì cổ trùng giấu trong hạt lúa nên rất khó bị người ta phát hiện, nhưng, hắn do dự một chút, trong đám hạt lúa này tuy có cổ trùng có điều sao chúng có thể hóa thành hình người được. Lại còn giống trịnh hề minh như đúc nữa chứ, tan dịch chân ra, ánh mắt rơi xuống con cổ trùng bị giẫm nát và hỏi, người xem đây là cái gì, cái thứ trên mặt đất đã bị giẫm nát như hiện tại hóa thành một đống dịch nhầy màu trắng. Triệu tử mại cuối người nhìn thì thốt lên, cốc tương, không sai, cổ trùng trong bông lúa cũng là cốc, cốc tương chảy ra có thể hóa thành hình người, chẳng qua nếu muốn biến thành bộ dạng của Trịnh Hề Minh thì còn cần một thứ, hồn phách, hồn phách của Trịnh Hề Minh ư, ta nhẹ nhàng gật đầu, kẻ chủ mưu tinh luyện hồn phách của Trịnh Hề Minh sau đó đặt nó vào trong con bù nhìn, cổ trùng không có ý thức. Chỉ có bản tính khác máu lại được hồn phách trong thân thể sai khiến nên có thể biến ảo thành bộ dạng trịnh hề minh sau đó dùng công phu của hán đại khai, sát giới. Trịnh Hề Minh đã chết ư, triệu tử mại hơi rung giọng hỏi, mà kẻ giết hắn còn thao túng linh hồn hắn để gây sóng gió kể cả sau khi hắn đã chết ư, tan gục đầu xuống, chỉ sợ chính là như thế. Tiếc là vừa rồi linh hồn của hắn đã bị tam mùi chân hỏa của ta thiêu hủy, nếu không chúng ta còn có thể hỏi được hung thủ sau màn này rốt cuộc là ai, là kẻ nào tàn nhẫn đến thế, và mục đích của hắn đến tột cùng là gì, triệu tử mại nắm chặt tay, ngay sau đó lại buông ra, ánh mắt hắn hơi tan rã, Bên trong lộ ra ánh sáng lạnh băng, ta đã biết, việc này ta vẫn luôn cảm thấy quái dị. Trịnh Hề Minh và mấy người này không oán không thù, vì sao hắn phải ra tay tàn nhẫn với bọn họ như thế? Hiện tại xem ra ta phải nghĩ lại rồi, hắn nhìn về phía ta, miệng cười lạnh, mục đích của kẻ nọ xem ra chính là cha ta. Người trong triều đều biết Trịnh Hề Minh và cha ta có quan hệ thân cận, hắn cũng chỉ nghe lệnh ông ấy, cho nên mỗi một việc hắn làm, mỗi vụ huyết án hắn gây ra đều không khác gì cha ta tự tay làm tất cả mọi người đều sẽ nghĩ triệu đại nhân lợi dụng trịnh hề minh để diệt trừ kẻ có lòng khác thậm chí tru sát quan viên mà mọi tội danh này cuối cùng sẽ rơi trên đầu cha ta trở thành gông xiềng cả đời của ông ấy chẳng cách trịnh hề minh lại nói những lời kia nghe có vẻ đang bảo vệ cha ta nhưng kỳ thực lại lên án ông ấy mượn tay giết người nói tới đây triệu tử mại bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên quay đầu nhìn về phía mấy nha dịch đang chậm chạp đứng ở nơi xa không dám tiến lên sau đó cao giọng nói các ngươi đều thấy được nơi này không có xác chết. Trịnh Hề Minh, vừa rồi căn bản không phải người thật mà do yêu vật biến thành vì thế các ngươi đừng tin những gì hắn nói, không có ai đáp lại, mấy nha dịch nhìn nhau, do dự trên mặt bị ánh trăng chiếu sáng rõ ràng. Đại nhân nói các ngươi đó, sao không đáp, bảo điện quát lớn một câu. Đại nhân, nha dịch dẫn đầu bỗng nhiên quỳ xuống, nhưng lại vừa khéo đụng phải một cánh tay của từ thiên kính thế là hắn cuốn quýt bò về phía trước và rung giọng nói, tiểu nhân không hiểu cái gì mà yêu hay quỷ chẳng qua chuyện trịnh hề mình giết chết từ đại nhân thì tiểu nhân đã tận mắt thấy vì thế dù đại nhân muốn trị tội thì tiểu nhân vẫn sẽ bẩm báo rõ ràng với đàm đại nhân ngươi mù sao bảo điền khó thở vừa định tiến lên đã bị triệu tử mại lên tiếng ngăn cản hắn cười khổ một tiếng Kệ hắn đi việc này đã cực kỳ huyên náo dù hắn không nói thì cũng không giấu được dù mọi người ở đây đều ngầm miệng thì cũng sẽ có người lộ ra ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản mấy người bảo điền rất khó hiểu hỏi công tử những người khác là ai, là kẻ chủ mưu trong chuyện này, tang nói một câu sau đó lướt qua từng khuôn mặt bị ánh trăng nhụm trắng bệnh ở phía trước. Đôi mắt đen của bọn họ thoạt nhìn thiện lương ôn hòa hơn nó nhiều, nhưng rốt cuộc phía sau chúng cất giấu cái gì? Tên bắn lén hay đau giết người đây? Nó không hiểu bọn họ nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ. Tin tức triệu văn an cáo bệnh trong nhà làm dậy lên sóng to gió lớn trên triều. Người đứng về phía ông ta chỉ cảm thấy phía trên chưa có chứng cứ xác thực đã bắt ông ta cáo bệnh ở nhà quả thực khiến trung thần thất vọng buồn lòng. Mà kẻ ghen ghét ông ta lại cho rằng quyết định này của Thái Hậu là dung túng Triệu Văn An. Trịnh Hề Minh đã tự mình thừa nhận hắn vì Triệu Văn An mới giết bốn người, trong đó còn có trọng thần. Tội lớn như thế dù không bắt giam ngay thì cũng nên để hình bộ thẩm tra xử lý vụ án cụ thể rõ ràng chứ. Đằng này chỉ có một câu cáo bệnh ở nhà, đã coi như xong thì quả thực khiến quần thần khó chịu làm người ta cảm thấy phía trên quá mức thiên vị triệu đại nhân này. Huống chi sau khi từ thiên kính chết người của hình bộ đã từng đến triệu gia điều tra và trong lúc ấy có gia đình sợ hãi khai nhận trịnh hề minh đã từng xuất hiện ở triệu phủ sau, khi giết người, còn hắn tới gặp ai thì chẳng người nào biết, hắn cầm một quyển du ký của cha ta sau đó bỏ chạy. Triệu tử mại giải thích với quan viên hình bộ nhưng lời này vừa thốt ra thì hắn đã thấy bộ dạng trên mặt vị quan kia cực kỳ quái dị, rõ ràng tên kia đang muốn nói, ngươi đùa ta hả? một tên tội phạm truy nã tới nhà ngươi chỉ để lấy một cuốn du ký rách thôi ư thiếu chút nữa triệu tử mại đã không nhịn được nói trịnh hề minh vừa giết bốn người kia căn bản không phải con người mà là một bó rơm rạ một bó rơm chuyên tới để hãm hại triệu văn an nhưng hắn nhớ tới lời cha mình dặn dò nên kịp thời nén xúc động muốn biện giải lại và chỉ miễn cưỡng cười nói đúng vậy ta cũng không biết vì sao hắn lại phải lấy cuốn du ký kia nhưng ta có thể đảm bảo với ngài ngày ấy trịnh hề minh không hề gặp cha ta càng không có chuyện được ông ấy ra lệnh và phạm thêm sai lầm, được rồi, Triệu Thông phán, những gì ngài nói ta đều hiểu, dù sao hiện tại thái hậu cũng không cho chúng ta làm gì, vậy mời Triệu đại nhân dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta cũng về đây." Vị quan kia cười cười đáp một câu này sau đó bỏ đi, nhưng tiếng cười lạnh trong lòng hắn Triệu Tử Mại vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn không thể biện bạch cho cha mình, bởi vì lúc nghe nói Trịnh Hề Minh thực ra là do một người rơm hóa thành thì câu đầu tiên Triệu Văn An nói với hắn chính là lúc chưa bắt được hung phạm tuyệt đối không được nói việc này cho những người khác vì sao nghe thấy ông ta nói thế triệu tử mại thấy rất khó hiểu việc thi hành văn hóa tiên tiến vứt bỏ truyền thống hủ lậu là do ta nói ra đến việc đạt tác mãn vào cung ngày ấy ta cũng bẩm tấu lên thái hậu nói rằng điều này không phù hợp cũng chính vì thế mà ta chọc thái hậu khó chịu hiện tại nếu vì thoát tội mà nói người khác dùng cổ tới hại ta vậy chẳng phải ta tự vả mặt mình sao lúc nói lời này sắc mặt ông ta không thay đổi vẫn là bộ dạng thanh lãnh khiến người ta không nhìn thấu nhưng ngay sau đó giữa mày ông ta nhíu lại khóe miệng hơi trễ xuống nếp nhăn bên khóe miệng kéo dài tới tận cằm bởi vậy có thể thấy được kẻ đứng sau lưng việc này là kẻ tâm cơ sâu nặng hắn dùng cổ hãm hại ta đúng là khiến ta không còn lời nào để biện giải rốt cuộc kẻ này là ai trong lòng cha có ý tưởng nào không một đối thủ khiến triệu văn an cũng không dám khinh thường vậy nhất định là kẻ cực kỳ khó chơi trong lòng triệu tử mại rõ ràng điều ấy nên lúc nhìn thấy cha hắn khẽ cau mày thì lòng hắn cũng rung lên. Ta không đoán ra, nói xong mấy chữ này triệu văn an quay đầu nhìn về phía con trai và nở nụ cười miễn cưỡng, ta làm quan nhiều năm. Từ một biên tu nho nhỏ của hàng lâm viện bò lên vị trí này đương nhiễn đắc tội bao nhiêu người, sợ là có đến cũng không xuể. Chỉ sợ ngươi điều tra xong từng kẻ thì ta đã thành bộ xương khô rồi. Chẳng qua ta luôn nghĩ rằng bọn họ sẽ dùng sơ hở trên triều để đối phó với ta, không nghĩ tới hiện tại bọn chúng lại dùng cả thủ đoạn thấp kém thế này ông ta nheo mắt lại đuôi mắt hẹp dài nếp nhăn từ khóe mắt tràn ra dài tới mai ta nghĩ kẻ nọ không chờ nổi nữa chuyện triều chính hắn chẳng có cách nào xoay chuyển nên mới dùng tới cách này triệu văn an ta cả đời không dám gọi là quan minh lỗi lạc nhưng nếu bị kéo xuống ngựa vì tội giết người thì khó mà cam lòng trong mắt ông ta lộ sát khí lạnh thấu xương hiếm thấy bởi vì ngày thường những cảm xúc mãnh liệt này đều bị ông ta giấu rất khá kẻ kia không chờ được cái gì? Những lời này ngày thường triệu tử mại sẽ không hỏi, vì đề cập tới triệu chính. Nhưng hiện tại hắn biết cha hắn sẽ đáp. Lúc yếu ớt người ta luôn muốn nói hết, một người lão luyện như triệu văn an cũng sẽ không ngoại lệ. Cách tân lúc nói ra mấy chữ này trên mặt ông ta như có một tầng ánh sáng, đôi mắt cả đời không khéo giống như có thêm một tầng ôn nhu. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị ông ta thu lại, đôi mắt ông ta nhàn nhạt liếc nhìn con trai mình. Trên đời này bất kể làm gì cũng sẽ có người phản đối. Húng chi là một chuyện lớn từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ như thế này, việc này không khác gì bốc lớp khố cuối cùng trên người lão tổ tông, nhưng lại không thể không làm, chúng ta phải làm và cũng chỉ có thể là ta đứng ra làm. May mắn chính là hoàng thượng cũng đồng ý với ta, ngay cả lão Phật gia cũng không phản đối nên những kẻ kia mới không đợi nổi và bị buộc phải đi nước cờ hiểm này. Đây là chí hướng của Triệu Văn An, mà chí lớn này ông ta chưa từng nhắc tới trước mặt con trai nhưng lần đầu tiên nghe thấy nó triệu tử mại lại chẳng có lời nào để nói. hắn nhớ tới những hiểu biết khi du học ở châu Âu, cảng, đường sắt, xưởng công nghiệp, xưởng quân sự, thành thị dân cư đông đúc và luồng sinh khí náo nhiệt nơi ấy. bên kia và bên này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. triệu văn an cũng từng đi tới nơi ấy thì sao có thể không nhận ra những thói quen khó xử kìm hãm sự phát triển ở đây chứ? triệu tử mại trầm mặt, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào nhuộm trầm râu của triệu văn an thành màu vàng hắn nhìn góc nghiêng như đau khắc của ông ta và rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi một câu trong lòng cách tân là chuyện cha coi trọng nhất thế nên hiện tại hoàng thượng triền miên giường bệnh tương đương với bị thái hậu giam cầm trong noãn cát của dưỡng tâm điện mà ngài không ra tay cứu giúp cũng là vì nghĩ tới một tầng này phải không triệu văn an hơi nhếch khóe miệng ngầm đồng ý với hoài nghi của con trai người nói tiếp đi thái hậu ủng hộ ngài cách tân nhưng điều kiện trao đổi là ngài không được nhúng tay vào việc của hoàng thượng trong nháy mắt vừa rồi hắn mới ý thức được điểm này sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn thấy mọi việc lập tức trở nên hợp lý hoàng thượng có quan hệ có thể nói là thân mật với triệu văn an thậm chí ông ta còn từng làm đế sư bản thân hoàng thượng cũng ủng hộ cách tân đây là điều mọi người đều biết thế nên lúc hoàng thượng hãm sâu trong nhà tù sao cha hắn có thể khoanh tay đứng nhìn trừ phi người đang nắm quyền lớn kia cũng ủng hộ ông ta cải cách cục tàu thủy được thành lập không phải là minh chứng tốt nhất ư ừ, vì thứ mình theo đuổi mà sẵn sàng hy sinh mọi người đến cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ sao triệu tử mại cất giọng như bị đông lạnh. Hắn luôn biết cha mình là người nào, nhưng khi thấy bộ mặt chân thật của ông ta bày ra trước mặt hắn vẫn không nhìn được kinh hãi. Triệu Văn An muốn cái gì chỉ sợ hiếm có ai hiểu nổi. Mọi người đều biết ông ta nắm quyền, cẩn thận luồn cuối nhưng không biết những gì ông ta làm không phải vì con đường làm quan, cũng không phải vì danh lợi. Ông ta chướng mắt mấy cái này, trong lòng ông ta chính là trời cao biển rộng, trên vai là gánh nặng lớn lao nhất vì thế ông ta cần cẩn thận mà đi nếu không sẽ ngã đau hơn bất kỳ kẻ nào. huống chi trước mặt ông ta là một con đường tràn đầy bụi gai và bùn đất lầy lội. Nếu không muốn ngã xuống thì ông ta chỉ có thể dẫm lên xương thịt của kẻ khác. Tử mại, Triệu Văn An trầm giọng nói, mới vừa rồi ngươi nói Trịnh Hề Minh là con rối bằng rơm rạ thế nên ta đột nhiên nhớ ra một việc. Cung nữ tên Quý Mai kia từng nói với ta trên người hoàng thượng mọc đầy mụn thịt như bông lúa, chẳng lẽ chuyện trong cung và ngoài cung có liên hệ với nhau ư? Triệu tử mại cảm thấy cổ mình căng lên, một hơi nghẹn ở trong ngực giống như khó mà thở ra được, thay ta đi thăm hoàng thượng xem tình hình thế nào, nghe hồ thái y nói vị cô nương kia có chút bản lĩnh thần thông. Triệu văn an biết hết, chuyện này triệu tử mại chưa bao giờ hoài nghi nhưng quan tâm và tự trách toát ra trong mắt ông ta lúc này là vì ai. Theo con đường thẳng tới hàm hòa môn, triệu tử mại bắt đầu thấy chân đau, hơi thở cũng hỗn hỉnh, hắn và tan Tiến vào từ thần võ môn, trong đó đương nhiên không thiếu sắp xếp của triệu văn an bọn họ giả làm thái giám, thuận lợi tiến vào cung cấm, dọc theo đường đi triệu tử mại vẫn luôn duy trì tư thế công chân ruột cổ vì vóc dáng hắn quá cao, nếu không muốn kẻ khác chú ý thì chỉ đành làm thế, vậy nên lúc tới hàm hòa môn, thấy bốn bề vắng lặng hắn rốt cuộc không nhìn được đứng thẳng, thống khoái duỗi tay chân sau đó hạ giọng nói với tang hàm hòa môn này dẫn tới hai con đường, đi về phía bắc là vĩnh thọ cung nơi thái hậu ở, phía nam là cửa sau của dưỡng tâm điện nơi hoàng thượng dưỡng bệnh là ở đông noãn các ở phía đông chỉ cần xuyên qua cánh cửa này thì chúng ta có thể thấy hoàng thượng nhưng nơi này canh gác cực kỳ nghiêm ngặt lát nữa nhất định phải cẩn thận tang mặt không biểu tình nhìn hắn nói làm người đúng là phiền toái một kế hoạch này ngươi đã nhắc lại mấy lần hiện tại tới tận đây rồi ngươi vẫn lãi nhãi triệu tử mại không biết nên giải thích với nó thế nào về tính nghiêm trọng của việc tự tiện xông vào cung cấm thế nên đương nhiên là hắn cần cẩn thận cảnh giác hơn hẳn bình thường đồng thời hắn còn phải cười với nó, nịnh hót một chút cho nó thoải mái, có người ở đây thì ta đương nhiên yên tâm, lời hay có ai không muốn nghe, biểu tình trên mặt tan cũng ôn hòa hơn một chút. Nó cất bước tiến vào hàm hòa cung, ai biết đúng lúc này một đội hộ vệ nối đuôi nhau đi ra từ bên trong, mỗi người đều đeo bội đao bên hông lóe hàng quan sáng lóa, hai người vội không lưng cúi đầu đứng yên chờ bọn họ đi qua, thì vệ cầm đầu thoáng nhìn eo bài trên đai lưng của bọn họ, lại tinh tế đánh giá một lúc lâu mới vung tay về phía sau và mang theo thủ hạ rời đi. Hóa ra thái giám nơi này một khi đổi thì nội vụ phủ phải đưa bức vẽ cho hộ vệ để ngừa vàng nhất. Mà bức vẽ cải trang giả dạng của Tang và Triệu Tử Mại hôm nay đang nằm trong túi vị thị vệ trưởng kia. đương nhiên tất cả đều là bút tích của Triệu Văn An. Nếu không thế thì sao bọn họ có thể an ổn đứng ở cửa sau của dưỡng tâm điện chứ? Lúc này cả hai đang nhìn chầm chầm ánh sáng màu đỏ sậm lọt qua khe cửa vén tay áo nhìn cửa lớn lại liếc nhìn triệu tử mại ở phía sau hỏi ngươi có thể nhảy qua không thở hồng học thế kia thì để ta đỡ ngươi qua cho nhanh nhé lời này đúng là tổn thương lòng tự trọng của hắn vì thế triệu tử mại không thèm nói nhiều mà đi tới chân tường nhảy lên hai tay bám được mái ngói và định lật người qua đúng vào lúc này sau lưng bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng giống như có ai đẩy cửa ra triệu tử mại vốn khẩn trương lại bị tiếng động này dọa thế là rơi thẳng từ trên cao xuống cũng may có một cánh tay đỡ lấy hắn kịp thời mới giúp hắn không bị ngã dập mặt suỵt tan ra hiệu im lặng sau đó kéo hắn trốn đến bức tường ngăn với vĩnh thọ cung nơi đó có một cái lu nước to bằng đồng ở giữa vừa lúc giấu được hai người cửa lớn của hai cung đều đóng kín vậy tiếng mở cửa kia hẳn đến từ trong viện tan chỉ chỉ vĩnh thọ cung ở phía sau và dùng khẩu hình nói có người từ bên trong ra quả nhiên phía bên kia tường vang lên tiếng nói chuyện đây là giọng nói người ta đã nghe thì sẽ không thể quên nó mang theo từ ái và nghiêm khắc, khi còn nhỏ Triệu Tử Mại đã cảm thấy giọng nói này đúng là thần kỳ. Đại pháp sư, hôm nay lại làm phiền ngươi tới cầu phúc cho hoàng thượng, ai gia cũng mệt mỏi nên không giữ ngươi lại. Chẳng qua ai gia muốn hỏi pháp sư một câu, bệnh này của hoàng thượng rốt cuộc có thể lây cho người khác hay không? Ngươi cũng thấy rồi đó, các cung nhân đều sợ, không ai dám tới gần hầu hạ. Một giọng nói khác vang lên, nam nữ khó phân, vừa trầm vừa khàn, "Lão Phật gia cứ làm theo lời ta nói." để vạn tuế gia trong một tẩm cung không người, qua bảy ngày mấy thứ kia sẽ tự chết đói. Đương nhiên trong bảy ngày này tuyệt đối không được cho người khác vào, nếu không hậu quả khó lường, ai già đã hiểu, ngươi lui ra đi, vâng. Một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, có người đi tới cửa viện, Tang và triệu tử mại vội cúi thấp người, rút trong bóng đen của cái lu, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân mặc vũ yên ngũ sắc, đầu đội mũ thần đi ra, phía sau có hai tiểu đồ đám cung nữ của Vĩnh Thọ Cung chỉ đưa bọn họ tới cửa hàm hòa môn rồi xoay người quay lại và đóng cửa. Hiển nhiên ba thầy trò nhà này đã sớm quen thuộc bố cục trong cung, không cần cung nhân dẫn đường. Đây hẳn là đại tác mãn mà Thái Hậu mời đến, không ngờ nàng ta vẫn ở trong cung. Triệu tử mại giải thích một câu rồi chợt nghĩ tới những gì mình vừa nghe được thế là ngực căng lên, để hoàng thượng trong một tẩm cung không người, chẳng lẽ, chẳng lẽ hoàng thượng đã, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều thì tan bỗng nhiên vỗ tay hắn nói, ngươi ở đây chờ ta, để ta đi theo bọn họ nghe xem có thêm tin gì không. Nói xong, nó vọt ra ngoài như một mũi tên và vòng qua cửa không thấy tâm hơi đâu. Triệu tử mại không dám gọi nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất trước mặt mình như một cơn gió không tiếng động. Hắn ngồi sổng phía sau cái lu, ngơ ngác nhìn thân lu, đồng đã cũ xỉn nhưng vẫn chiếu được cái bóng mờ mờ của hắn. Lúc này ánh mắt hắn dại ra, thực phù hợp với bộ dạng một kẻ mấy ngày không ngủ từ đầu đến chân hoàng thượng đều mọc đầy mụn thịt có hình bông lúa đưa hoàng thượng tới một tẩm cung không người đừng để ai tiếp xúc với hắn lời của triệu văn an và đại tác mãn đồng thời xông lên trong đầu hắn triệu tử mại cảm thấy cổ mình nghẹn lại như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong đó chẳng lẽ hoàng thượng cũng trúng cổ sao cổ trùng lớn lên trên thân thể hắn thế nên bất kể đại phu nào cũng không tìm được nguyên nhân bệnh nhưng người hà cổ này muốn làm gì lợi dụng trịnh hề minh để mưu hại cha hắn lại hạ cổ hoàng thượng là vì sao cả người hắn động đậy tay chống lên mặt luôn mới miễn cưỡng không té ngã hắn ngồi sống nửa ngày nên chân tê rần nhưng đau nhức này lại không nghiêm trọng bằng đau đớn trong lòng hắn suy nghĩ cẩn thận công việc giao thiệp với nước ngoài được hoàng thượng và cha hắn cùng nhau định ra và thực thi hoàng thượng tự tay phê rằng đây là việc quan trọng nhất hiện nay từ ngày hắn lên nắm quyền đã bắt đầu cải cách lúc này hai người lần lượt xảy ra chuyện nguyên nhân sau lưng chỉ sợ không tránh khỏi có liên quan tới việc giao thiệp với người nước ngoài. Triệu tử mãi biết, việc này đã tạo ra con sóng lớn từ khi Triệu Văn An nhắc đến nó lần đầu tiên ở trong triều. Đám người phản đối cùng người ủng hộ tạo thành hai phe, thậm chí đám đại thần bảo thủ còn vì hoàng thượng muốn cải cách mà tự sát ngoài cửa cung. Nhưng Triệu Văn An là người nào, chuyện ông ta đã quyết thì dù phía trước gặp gệnh ông ta cũng sẽ một mực đi tới. Cũng may sau lưng ông ta có hoàng thượng, nếu không chẳng biết ông ta đã chết bao nhiêu lần rồi, vì thế mục đích của kẻ chủ mưu chính là ngăn cản việc cải cách và giao thiệp với nước ngoài, nhưng điều hắn thấy khó chịu nhất chính là việc Thái hậu và Triệu Văn An thực hiện trao đổi lợi ích, bà ta giao toàn quyền trên triều cho ông ta, còn bản thân ông ta thì sẽ không nhúng tay vào việc của hoàng thượng. Triệu Tử Mại cười khổ, cái bóng trên lưu đồng cũng cười. Hiện tại trời đã tối sầm, bóng dáng kia cũng chỉ còn mơ hồ, thoạt nhìn thực âm trầm lại quỷ dị sau lưng thình lình bị người ta vỗ một cái, hắn hoảng hốt quay lại thì thấy tang đang ngồi xổm trước mặt mình, môi cong lên cười cười, đi nửa ngày nhưng ngươi có nghe được cái gì không, hắn nhanh chóng dò hỏi, vì hoàng đế của các ngươi sợ là không sống được lâu nữa đâu, tang cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển về phía bức tường cao cao của vĩnh thọ cung, nhưng hắn chết cũng quá oan uổng, bị chính mẹ đẻ của mình hại chết, triệu tử mại cảm thấy ngực như bị một bàn tay sắt nắm chặt cha ta đã từng nói thái hậu không để bụng tới bệnh tình của hoàng thượng không phải không để bụng mà căn bản chính là thấy chết mà không cứu mỗi một chữ của nó đều như một cây băng liên tiếp cắm vào lòng triệu tử mại khiến hắn thấy lạnh lẽo thấu tiên ta trộm đi theo đại tác mãn kia và nghe thấy nàng ta nói chuyện với hai đồ đệ của mình nàng ta nói mình đã sớm báo với thái hậu là hoàng thượng trúng cổ cần tìm người giải cổ nhưng thái hậu lại trong sáng ngoài tối cự tuyệt hiện tại hoàng thượng sắp không được nữa rồi thì bà ta lại sợ nhưng không phải bà ta sợ con mình chết, mà sợ cổ trùng kia lây sang cho mình. Nàng ta nói thế thật ư, tan hừ một tiếng, ngươi cũng không tin phải không? Nếu không phải ta chính tay nghe được thì cũng không tin đâu, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng thiên hạ này lại thật sự có người mẹ tàn nhẫn như thế. Sau khi nói xong, nó còn chưa đã thèm mà tiếp một câu, gần đây ta luôn cảm thấy con người cũng chẳng khá hơn yêu quái tẹo nào, có đôi khi thậm chí các ngươi còn đáng sợ hơn yêu quái, trái tim không biết bao nhiêu ngăn rẻ trái rẻ phải chẳng biết đâu mà lần. Một mạng người dù là ai, từ thiên tử trên ngôi cao tới chúng sinh muôn vẻ nơi phố phường thì đều chỉ là công cụ trao đổi lợi ích, thật đáng buồn. Hắn nói một câu nó không hiểu, sau đó hắn chật viện cái lưu đứng dậy, ánh mắt trầm xuống rơi vào cửa sau của dưỡng tâm điện, chúng ta đi thôi, đi xem người có thân phận quý giá nhất thiên hạ nhưng cũng đáng thương nhất kia. Hậu viện của dưỡng tâm điện im ắng, vì thái hậu sợ cổ trùng truyền vào cung nên đã sắp xếp để nhiều người tuần tra bên ngoài còn bên trong lại chỉ có hai tiểu thái giám canh noãn cát những người khác thì không được tiến vào không nghĩ tới người quý vì là vua một nước mà đến lúc chết lại thê lương thế này vốn dĩ bọn họ định dương đông kích tây dẫn dắt thủ vệ rời đi nhưng hiện tại chỉ cần đối mặt với hai thái giám thì họ cũng đỡ việc hơn tan dễ như trở bàn tay đánh ngất hai thái giám vốn đang ngủ gà ngủ gật kia sau đó cùng triệu tử mại bước lên thềm đá trước đông noãn cát bọn họ đứng song song nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt đông noãn cát có một ngọn đèn ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu ra ngoài rõ ràng ấm áp nhưng lại khiến lòng triệu tử mại càng lạnh hơn hắn nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong rất nhỏ nếu không cẩn thận nghe thì còn tưởng là tiếng ruồi mũi vo ve nhưng mùa này thì lấy đâu ra ruồi mũi có điều người phát ra tiếng rên rỉ kia hiện tại hẳn còn yếu ớt hơn cả một con ruồi hay mũi nhỏ người sắp chết hẳn là như thế dù là thiên tử đứng trên vạn người thì cũng chẳng ngoại lệ tan móc ra châm đồng Người quen đường cũ mà chọc vài cái thế là khóa lớn mở ra, cửa kéo kẹt vang, triệu tử mại cũng cảm thấy trái tim mình theo đó ngừng lại. Lúc sau hắn hít một hơi thật sâu và theo tan đi vào noãn cát, trên giường không có ai, người vốn phải nằm trên giường nay lại nằm trên mặt đất cách cửa lớn không xa. Trời đông giá rét nhưng trên người hắn chỉ có một bộ quần áo trong nhúm máu, hai chậu than đựng đầy cho đặt ở hai bên trái phải và đã tắt từ lâu, người này vẫn còn ý thức, bởi vì lúc nhìn thấy cửa mở ra hắn liều mạng vặn vẹo người móng tay màu xanh lá moi khe nước của viên gạch dùng hết sức lực thử bò về phía cửa nhưng hắn cố nhiều lần cuối cùng chẳng thể chống lại thân thể đã như đèn cạn dầu của mình mà thở ra một hơi sau đó nhận mệnh nằm trên mặt đất hoàng thượng thần đã tới chậm triệu tử mài đỏ mắt vội bước tới định nâng người kia dậy nhưng lại bị tan kéo tay hung hăng túng về đã quên lão thái bà kia nói gì rồi hả cổ trùng trên người hắn đang tìm ký chủ mới ngươi nhào lên chẳng phải đi chết à, nghe thấy vậy chân triệu tử mại bỗng nhiên mềm ra bởi vì người nằm trên mặt đất đúng lúc ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt dưới mái tóc hỗn độn của kẻ đó, nhưng đó vẫn là mặt người sao, trên đó rậm rạp sâu, mỗi con đều mấp mấy thân thể mập mạp, móc câu sắc nhọn còn đang cố hút nốt chút máu thịt còn thừa lại trên người hắn, triệu tử mại bịt kín miệng mình. Móng tay bấm vào da thịt khiến hắn đau đớn, chỉ có thể hắn mới ngăn được tiếng thét sắp vọt ra khỏi miệng mình, con còn cứu được không không biết qua bao lâu hắn mới hỏi tan những lời này nhưng kỳ thực chẳng cần hỏi hắn cũng đã biết đáp án chẳng qua người phía trước là vua một nước hắn còn chưa tắt thở đã bị người ta vứt lại một mình lẻ loi ở đây vì thế người làm thần như triệu tử mại không nhìn được muốn thay mặt người trong thiên hạ hỏi một câu này tan thở dài lại nhìn một cái và đáp chết là công bằng nhất để vương hay quan lại có ai chạy được đâu nhưng triệu tử mại hình như hắn có chuyện muốn nói với ngươi hay sao ấy Triệu tử mại giật mình nhìn qua thì quả nhiên thấy người kia đang vẫy tay, đầu ngón tay hơi cong lại như đang gọi hắn qua. Ta đi với ngươi, tan kéo lấy tay áo hắn, cùng hắn tiến lên. Lúc cách người kia hai thước nó đè vai triệu tử mại lại để hắn ngồi sổng xuống, lại dùng giọng thì thầm nói với hắn, chỉ cần hắn tắt thở là cổ trùng trong cơ thể sẽ trào ra. Ngươi nhất định phải cẩn thận, triệu tử mại gật đầu với nó, sau đó cả người lập tức trướng về phía trước, dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nhất đời này để hỏi, hoàng thượng, Ngài có gì muốn nói với thần sao? Vân Sơ, hắn giật giật môi phun ra hai chữ này. Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này đã thấy thân thiết, giống như vận mệnh đã định sẵn nàng sẽ làm bạn với hắn cả đời. Quả nhiên trong một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cái tên này vẫn cho hắn chút an ủi. Vân Sơ, hắn lại gọi một tiếng, trên mặt bỗng lộ ra chút ánh sáng rạng rỡ, giống như mặt trời ấm áp vuốt ve, nhưng ngay sau đó ánh sáng kia biến mất, đầu hắn đập mạnh lên sàn nhà, mắt vĩnh viễn nhắm lại hoàng thượng giọng triệu tử mại run lên khuôn mặt trắng bệch vì kinh hoàng nhưng chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo hắn đã nhìn thấy thân thể vốn đã yên lặng trên mặt đất lúc này hơi động đậy giống như có thứ gì đó đang lắc lư giữa thân thể và mặt đất xuất hiện một tầng bụi màu xám ngày càng dày tới cuối cùng biến thành đen đó là một khối nhung nhúc thoát ra khỏi thân thể đã bị hút khô tinh khí kia và đi tìm mảnh đất khác cẩn thận giọng tan vang lên bên tai ngay sau đó bờ vai hắn bị một sức mạnh lớn kéo ra sau cả người bay lên ngã xuống dưới cửa sổ trước mắt lập tức có một tia sáng đỏ triệu tử mại miễn cưỡng mở mắt thì thấy một màn quái dị phía trước một vòng tròn lửa nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất ánh lửa bắn ra bốn phía lúc hắn ở châu âu từng xem xiết thú và thường xuyên nhìn thấy vòng tròn lửa như thế đám sư tử và hổ đã được huấn luyện nên ngoan ngoãn nhảy ra nhảy vào vòng lửa không khác gì mấy con mèo con nhưng hiện tại vòng lửa kia lại đang giam cầm đám cổ trùng Chúng nó đều sợ bị lửa đốt nên tụ lại thành một quả cầu to bằng quả bóng đá. Tụi nó quay đầu ra ngoài, thân thể chui vào trong, cho nên bên ngoài quả cầu ấy toàn là móc câu sắc nhọn. Vòng lửa kia càng ngày càng nhỏ, đám cổ trùng thì xô đẩy nhau và càng ngày càng thu lại. Con nào bị lửa đốt thì sẽ chi một tiếng, đầu tiên là cuộn lại sau đó sẽ hóa thành một đống cho nhỏ bằng móng tay. Đến cuối cùng đám trùng kia co lại chỉ còn bằng nắm tay, và vòng lửa lúc này cũng không thu hẹp diện tích nữa tan dùng lửa khống chế đám cổ trùng kia, những con chưa kịp trút vào đàn đều bị tam mùi chân hỏa nướng chín. Triệu tử mại không biết vì sao nó lại không dứt khoát đốt hết đám trùng cổ này nhưng hiện tại không phải lúc đưa ra nghi hoặc, hắn còn việc khác quan trọng hơn cần làm. Hắn bò dậy đi về phía cổ thi thể khô quắc chỉ còn lại một tấm da kia, lúc tới gần hắn quỳ một gối, cả người nặng nề cúi xuống. Lúc tan cho rằng hắn muốn quỳ lạy vị hoàng đế chết oan uổng kia thì hắn lại không màng tanh tưởi mà chậm rãi vươn tay ra ôm thi thể hầu như không còn chút trọng lượng kia vào, lòng, hắn lại đứng lên, đi về phía cái giường gỗ đen ánh tím sau đó cúi người đặt thi thể trong lòng mình lên đó, áo trong dính đầy mũ huyết nhăn bèo nhèo, vết máu giống đồng tiền loan ra từng mảnh khiến người ta lóa mắt, triệu tử mại vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sau đó mới đứng lên, ánh mắt nhìn cổ thi thể khô khốc kia thật lâu không rời đi ta nhìn bóng dáng hắn, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, nếu thấy đáng thương cho hắn thì giúp hắn bắt hung phạm đi. Triệu tử mại bỗng nhiên quay đầu lại, hốc mắt còn có ánh nước chưa kịp lau, người biết hung phạm ở đâu sao, ta không biết, nhưng, nó nhấc tay thế là vòng lửa cuốn theo đám cổ trùng cũng bay lên, chậm rãi dừng trên tay nó, cách một khoảng nhất định, đi theo đám cổ trùng này là có thể tìm được hang ổ của kẻ kia. Vòng lửa chợt xa chợt gần mà bay ở phía trước cách bọn họ vài thước nhưng trước sau không rời khỏi tầm mắt của hai người. Từ xa nhìn lại nó giống như một con rồng lửa lắc lư, vì bị tan thao tác nên dù đám cổ trùng này gấp gáp muốn trốn về nơi mình sinh ra nhưng vẫn bị nó bắt làm theo điều nó muốn. Vân Sơ là ai? Từ lúc ra khỏi tử cấm thành nó vẫn luôn trầm mặc. Hiện tại hai người đã cưỡi ngựa tới một con đường nhỏ nơi ngoại thành nó mới hỏi một câu này. Triệu tử mài sửng sốt, Ánh mắt rũ súng nhìn gân xanh nổi trên mu bàn tay nắm dây cương của mình. Có người, dù là người thân cận nhất giống như lòng bàn tay và mu bàn tay suốt ngày ở bên nhau nhưng vẫn không thể chạm vào đối phương. Mà có người, cho dù bị tường cao cách trở nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhau và trở nên thân cận. Vân Sơ chính là người thân cận nhất của Hoàng thượng thế nên trước khi chết ngài ấy vẫn nhớ tới nàng ta, sợ nàng ấy cũng không thể chết già như mình. Là Hoàng hậu sao? Đúng, Thái hậu đã bất mãn với Hoàng hậu nhiều năm hiện tại người duy nhất có thể che chở cho nàng ấy đã không còn, chỉ sợ ngày sau của hoàng hậu cũng sẽ không dễ chịu lắm đâu. Ánh mắt tan sáng lên, hắn gọi tên nàng ta chính là muốn ngươi cứu nàng ta rời khỏi nơi đã giam cầm hắn cả đời ư? Nếu là cha ta thì có thể thử một lần, nhưng ta thì có thể cứu hoàng hậu nương nương đi đâu được đây? Triệu Tử Mại lập tức nhíu mày căng thẳng, trong đại tang của hoàng thượng hẳn thái hậu sẽ không làm gì hoàng hậu nương nương nếu không đợi chuyện này giải quyết xong chúng ta lại trộm trốn vào trong cung cứu hoàng hậu ra khỏi ngôi mộ sống này. sau đó chúng ta sắp xếp cho nàng ấy ở một nơi hẻo lánh xa xôi, coi như ta làm tròn chút trách nhiệm cuối cùng của thần tử với hoàng thượng, cứu nàng ra không khó, nhưng một người tâm đã chết thì dù phía trước là trời cao biển rộng hẳn kẻ đó vẫn chỉ là một tù nhân trong nhà giam. tan lặng yên nói một câu này, ánh mắt nhìn vòng lửa phiêu đã nơi xa và thật lâu không nói gì nữa. tan thương động trong đáy mắt nó triệu tử mại nhìn đôi mắt ấy và lần đầu tiên cảm thấy nó và hắn cách nhau quá xa hắn không nắm được duyên phận mỏng manh giữa bọn họ cũng giống như đôi bích nhân trong tử cấm thành kia trong lúc hoảng hốt ấy bỗng tan tàn nhẫn đánh mông ngựa một cái con ngựa ăn đau thế là bước nhanh về phía trước không bao lâu sau đã bỏ lại triệu tử mại ở phía sau nhanh lên nó quay đầu lại nhìn hắn cổ trùng đang xao động xem ra chúng nó cách hang ổ không còn xa nữa nói xong nó lại vung roi ngựa tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đánh lên màn đêm xung quanh giống như muốn chọc một cái lỗ trong đó. Vốn triệu tử mại còn đang thương cảm nhưng hiện tại hắn rùng mình, lông tơ sau lưng dựng hết lên. Kẻ hắn tìm kiếm lâu như thế, kẻ đang giấu trong bóng tối đùa dẫn bọn họ chuẩn bị hiện thân ư. Nghĩ đến đây, hắn cũng học theo tan mà tàn nhẫn vỗ mông ngựa một cái sau đó đuổi theo. Đúng như lời tan nói, cổ trùng hiện tại đang sao động. Vòng lửa phiêu tán trong không trung càng ngày càng gấp để lại một bóng dáng sáng trắng trong đêm như ảnh ngược của bóng, trăng trong nước triệu tử mại dục ngừa đuổi theo bóng dáng kia, trong mắt hắn hiện tại chỉ có nó nên không hề mỏi mệt, cũng không biết nó đang đưa mình tới đâu, mãi tới khi. Một mùi hương quen thuộc bay tới hắn mới giật mạnh dây cương, mùi rơm rạ ngọt thanh, một mảnh ruộng lúa lớn xuất hiện trước mặt hắn. Nếu nó như một mặt biển thì căn nhà nhỏ ở giữa kia chính là một con thuyền lá dập dềnh trong đó. Tang cũng dừng lại trước ruộng lúa nhưng không phải do nó muốn mà vì con ngựa màu đỏ đậm nó cưỡi nhìn thấy rơm khô vàng thế là rụt chân về giống như bị bỏng vậy. Là nơi này, nó nhìn về phía vòng lửa đang dập dềnh trong không trung. Đám trùng cổ kia giống như thiêu thân lao vào lửa, tụi nó không màng vòng lửa. Có vô số con liều mạng nhảy khỏi quả cầu kia nhưng không con nào thoát được tam mũi chân hỏa và cứ thế bị thiêu cháy đen. Tới hang ổ rồi, tan thu lửa lại, ngọn lửa chui vào tay nó còn bản thân nó thì không quên búng chút lửa hỏa táng một con cổ trùng đang theo ngọn rơm định tấn công con ngựa sau đó nó nhảy khỏi lưng ngựa và quay đầu lại nhìn về phía triệu tử mại cũng đã xuống ngựa tay chỉ về phía ngôi nhà đến sân cũng không có kia và nói nhỏ có thể sống trong ruộng lúa này thì chủ nhà ắt chính là kẻ dùng cổ ánh mắt triệu tử mại trầm xuống nhưng người nhìn căn phòng kia đi vách tường rách nát đến nóc nhà cũng sụp hơn nữa hẳn đã lâu không có người ở kẻ nọ sao có thể ở đây được mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải đi vào đã tan chỉ vào giữa ruộng lúa lông mày nhẹ nhướng lên ta đã quan sát và thấy chỉ có một con đường nhỏ đi tới căn nhà kia mặt đường quá hẹp chỉ có thể đủ một người đi qua lúc ấy ngươi đi phía sau ta ngàn vạn đừng ngã vào trong ruộng lúa nói xong nó nhấc chân đi vào con đường mòn rạn nước kia không chút cố kỵ vạt áo giống mang theo gió triệu tử mại vội vàng đi theo nó nhưng hắn không được tiêu sái như người trước mặt bởi vì hắn nghe được tiếng lúa nức nở hắn cũng thấy mấy chục bóng dáng hoặc xa hoặc gần đang đứng trong ruộng vương cánh tay khô quát với mình. Muốn tẩm bổ một ruộng lúa lớn như thế không biết có bao nhiêu thi thể đã bị quăng vào đây. Mà nơi này cũng là nơi lý tưởng để xử lý thi thể, cứ thần không biết quỷ không hay ném vào thì tới xương cốt cũng chẳng còn. Nói vậy Trịnh Hề Minh hẳn cũng nằm trong ruộng lúa này, hắn bị người ta cầm tù, thi thể bị cổ trùng gặm không còn một chút, nhưng chưa hết, đến danh tiết của hắn cũng chẳng còn lại gì. Tướng tài một nước lại rơi vào kết cục như thế, nghĩ tới đây triệu tử mại bất giác có vài phần hận kẻ núp trong bóng tối gây ra toàn bộ chuyện này. Muôn vàng suy nghĩ cùng nảy lên trong lòng, bước chân của hắn vì thế cũng nhanh hơn, ai biết hắn lại đụng phải tan đang đi phía trước. Xin lỗi, hắn liên tục xin lỗi nhưng cái kẻ bị hắn đụng phải lại chẳng có phản ứng gì, không những vậy nó cứ đứng bất động ở đó, chỉ dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn căn nhà trách nát cách đó nửa trường, nhưng nó vừa đứng như thế thì hắn lại như ông nhuyễn ngọc trong ngực hai tay nâng cũng không phải, mà thả cũng không xong, hắn chỉ có thể đờ ra, nếu không thật sự như ông người trước mặt vào lòng. Triệu tử mại nghe thấy tiếng trái tim mình đập, bịch, 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 hắn sợ nó nghe được nên chỉ đành cao giọng che giấu, đại thần tiên, ngươi nhìn cái gì thế, trong phòng kia hình như có hai bóng người, giọng tan đè thật thấp, cờ bắp trên đầu vai căng chặt, phần lưng hơi cong xuống trong tư thế như mũi tên chuẩn bị vút bay. Nghe vậy cảm xúc nhộn nhạo trong lòng triệu tử mại lập tức tan luôn hắn cũng nhìn về phía gian nhà trách phía trước và quả nhiên thấy bên trong có một cái bàn gỗ, hai bên trái phải có hai người đang ngồi. Hắn không thấy rõ bộ dạng bọn họ, nhưng từ thân thể và quần áo thì hẳn là một đôi vợ chồng nhà nông. Một ngôi nhà thế này ai mà ở cho được, nghi hoặc trong lòng triệu tử mại mọc đầy, nhưng ngay sau đó hắn lại hít một hơi thật sâu. Ánh trăng từ lỗ thủng trên nóc nhà chiếu xuống để hắn thấy rõ bộ dạng hai người kia, bọn họ giống hệt người thật, nhưng tóc trên đỉnh đầu lại chưa hoàn toàn biến hình xong mà vẫn là bộ dạng rơm rạ hỗn độn rủ xuống trán trên bông lúa ngẫu nhiên còn có mấy con cổ trùng mập mạp rơi xuống là người buồn nhìn hắn hô một tiếng ngay sau đó đã thấy một bóng đen vọt ra từ trong phòng cánh tay duỗi về phía trước lòng bàn chân như bôi dầu hắn còn chưa kịp dứt lời thì bóng đen kia đã tới trước mặt tang và duỗi tay tới mặt nó tang lắc mình tránh thoát công kích của kẻ kia bàn tay đẩy về phía trước trong lòng bàn tay là một ngọn lửa nở bung như đóa hoa ngọn lửa vọt tới trên người buồn nhìn và dính lên người hắn bốc cháy người buồn nhìn chít chít kêu lên nhưng ngọn lửa trên người lại cứ vậy lan ra đốt từ đầu tới chân biến hắn thành một người lửa nhưng tên buồn nhìn này lại không an ổn mà nương ngọn lửa vọt về phía triệu tử mại ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt kinh hoảng của hắn cánh tay duỗi dài định bóp lấy cổ người phía trước rầm một tiếng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh triệu tử mại rút trường kiếm bên hông ra dùng sức chém về phía trước người lửa bị chém làm hai thân thể ngã sang bên cạnh, một trái một phải rơi vào ruộng lúa hai bên khiến chúng cũng bắt lửa cháy, nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi thì một bóng đen khác lại nối gót tới, thế công của kẻ này hung mảnh. Hơn nữa hắn vọt ra từ trong ruộng lúa nên tan còn chưa kịp phát hiện thì bóng người kia đã vọt tới bên cạnh triệu tử mại. Bóng đen định túng lấy cổ áo hắn muốn ném hắn vào ruộng lúa, nhưng lúc đầu ngón tay kẻ kia còn cách ngực hắn chưa tới một tấc thì bỗng dừng lại. Hóa ra nguyên nhất rất đơn giản, đầu hắn đã chẳng còn đầu hắn đương nhiên là bị tan dứt đứt, chỗ đứt gãy có vài cây rơm bật lên, vài con cổ trùng đầu nhọn ngã bùm bùm trên mặt đất, tụi nó chạy như trốn về phía ruộng lúa. Triệu tử mại thở ra một hơi và cười với tan qua người rơm trụi đầu kia nhưng ai biết con quái vật không đầu lại vọt về phía hắn. Trường kiếm đâm xuyên qua thân thể bằng rơm mềm mại kia nhưng người buồn nhìn lại thừa cơ tiến về phía trước vài thước. Một bàn tay nắm chặt cổ triệu tử mại rồi mang theo hắn bay ra ngoài hướng về phía ruộng lúa nuôi vô số cổ trùng. Tang duỗi tay bắt lấy và túng được cổ áo triệu tử mại, ai biết đúng lúc ấy người bù nhìn lại móc từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ màu xanh và diễu võ dương oai ném cuốn sách ấy, sang một bên khác, đó chính là cuốn du ký mà Trịnh Hề Minh đã lấy đi. Hiện tại nó và triệu tử mại bay về hai hướng khác nhau, người và sách nó chỉ có thể chọn một, Tang do dự một chút, tay vừa động thì triệu tử mại đã cảm thấy cả người mình rơi xuống, mũi chân gần như chạm vào bông lúa bên dưới, nhưng rất nhanh nó đã quyết tâm, không hề để ý tới cuốn du ký nữa mà vung tay về phía trước đánh rơi người buồn nhìn xuống ruộng lúa. Một tay còn lại dùng sức kéo cổ áo hắn để hắn lại trở về trên con đường nhỏ. Theo lời tan thì đường mòn trong ruộng lúa quá nhỏ, hai người đều không muốn ngã xuống nên chỉ có thể ôm lấy nhau. Tan ôm lấy eo triệu tử mại, ngón tay cắm vào đai lưng bên hông hắn, hai người gián sát. Một tay khác của nó vung về phía ruộng lúa bên này rồi lại bên kia, mãi tới khi lửa trong bàn tay nó bốc cháy khắp ruộng lúa khói đặc cuồn cuộn sông thẳng lên trời khiến không trung vốn đen đặc nay càng thêm dày nặng nó làm việc cực kỳ nghiêm túc bởi vì bù nhìn kia dù ngã vào trong ruộng nhưng không thấy bị thiêu hủy nó sợ hắn lại thình lình vọt ra đánh bọn họ bất ngờ huống chi hiện tại bọn họ bị ngàn vạn cổ trùng vây quanh vạn nhất có một con lọc lưới thì nó không sao nhưng thân thể phàm tục của triệu tử mại ắt sẽ không chịu nổi có điều cái kẻ được nó ông lại đang để tâm hồn bay lên chín tầng mây tóc của nó cò lên cầm hắn hơi ngứa nhưng xa không bằng rung động xôn xao trong lòng triệu tử mại quả thực thấy ghét chính mình vì sao trong lúc nguy cấp thế này hắn lại nghĩ toàn chuyện lung tung rối loạn nhỉ nhưng nó ôm hắn chặt như thế thì dù là hòa thượng cũng chưa chắc đã có thể giữ tâm bất động hơn nữa nó còn là người hắn nhớ mãi không quên nằm mộng cũng thấy bất cứ giá nào triệu tử mại nhắm mắt lại và cố trấn định tâm tình tay vương ra ông lấy eo nó nhưng còn chưa đụng vào quần áo nó hắn lại thở dài ngượng ngùng buông hai tay ra. Cho dù ở nước ngoài hắn thấy nhiều nam nữ ôm vai và kề môi hôn nhau nhưng ở trước mặt nó thì hắn vẫn không dám lỗ mãn, làm sao dám chứ? Muốn mệnh đó, trong lúc tâm tình lung lay thì nơi xa bỗng truyền đến vài tiếng kêu to nhưng vì lửa cháy quá lớn nên lúc truyền tới tai họ tiếng kêu kia đã thấp gần như không thể nghe thấy, có điều triệu tử mại vẫn nhạy bén nghe được hắn ngẩng đầu thấy một bóng người đứng bên ruộng lúa đang nỗ lực vẫy tay với hai người. Các ngươi đốt ruộng lúa này ư, một ông lão bộ dạng nhà nông nhìn ngọn lửa tanh tách trước mặt rồi lại nhìn hai người và đánh giá vài lượt. Đúng vậy, tang lãnh đạm nói ra một câu này. Sao có thể, lão nhân không nhìn được mà bật cười, ngón tay chỉ vài cái về phía ruộng lúa sau đó đột nhiên thu lại tươi cười và đờ đẫn nhìn hai người bọn họ giống như đang nhìn. Một thứ quái dị, sao có thể? Rơm trạ này có yêu ma, không biết đã hại chết bao nhiêu người, nhổ không sạch, đốt không xong, tan cười sau kín nhạo bán, nó đúng là quái vật nhưng ta là người chuyên bắt quái vật, ông lão nuốt một ngụm nước miếng, mí mắt chớp vài cái sau đó lại nhìn ruộng lúa và cười gượng nói, sớm biết có một ngày thế này thì chúng ta cũng chẳng cần phải rời xa quê hương đi tới nơi khác, ông lão, ngươi có biết chủ nhân của ngôi nhà này không, triệu tử mại tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt hoảng loạn của ông lão kia. Nghe thấy lời này ông lão kia bỗng lúng cuống đầu hơi ngẩng lên nhưng mãi không động giống như đang chìm vào ký ức khủng bố nào đó cả nhà bọn họ đều là quái vật tiểu lục là quái dị nhất đứa nhỏ kia không chỉ biết tà môn ma đạo âm dương bí thuật mà còn biến cha mẹ mình thành người buồn nhìn vừa rồi các ngươi nhìn thấy hai con quái vật đúng không ban ngày bọn chúng sẽ ngồi ngay ngắn ở trong nhà bất động đến buổi tối là đi ra ăn người một mảnh ruộng lúa này đều là của bọn họ nhưng ruộng này trước nay không ra lương thực mà đều mọc ra sâu sau này tiểu lục đi đâu, đứa nhỏ kia tuy xuất thân thấp nhưng kỳ thực không nhỏ hơn ta mấy tuổi, hắn âm tà, nhưng đầu óc thực sự tốt, nghe nói còn thi đậu cử nhân và làm quan ở Kinh Thành. Lúc hắn còn nhỏ chúng ta đều sợ hắn, chẳng ai dám chơi cùng nhưng, nói tới đây ông lão lại nhìn triệu tử mại và tan đầy thâm ý sau đó rung giọng cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay coi như ta đã chứng kiến hóa ra còn có người có thể đối phó được với hắn các ngươi không chỉ đốt ruộng lúa của hắn, mà còn dám ở trên cánh đồng làm cái chuyện. Cậu thả kia. Đúng là ta được mở rộng tầm mắt, triệu tử mại, lúc này ở trên đại điện, cung minh châu nhiều ngày chưa thượng triệu nay lại ông một quyển tấu chương bước ra khỏi đám đại thần đi tới trước long ỷ trống không và quỳ xuống trước, cái người ngồi sau rèm che. Quân cơ kim tổng lý đại thần Triệu Văn An vì lợi của bản thân mà mưu hại trọng thần và thân tín trong triều thần ăn bổng lộc triều đình nên không sợ hãi nhân nhượng dòng dõi cường thịnh của triệu văn an nay thần dân tấu kính mong thái hậu ra lệnh điều tra thật kỹ chuyện này giọng ông ta như chung lớn không hề giống người bệnh lâu ngày nằm trên giường mới hồi phục cung đại nhân ngươi dân tấu chương này là muốn buộc tội triệu văn an sao người phía sau màn che hỏi một câu đúng vậy lúc lời này phun ra khỏi miệng cung minh châu thì trong điện tức khắc vang lên tiếng nói nhỏ càng lúc càng lớn đến cuối cùng là cãi cò âm ý triệu đại nhân là trọng thần quốc gia sao có thể tùy ý buộc tội làm một thần tử phải tuân thủ bổn phận sao nào những người khác đều có thể động tới nhưng cố tình triệu văn an lại ở vị trí mà người khác động cũng không được sao mấy vụ án kia còn chưa có kết luận hiện tại buộc tội triệu đại nhân chẳng phải lấy cái tội có lẽ có để lên án hiền thần sao như thế không biết sẽ khiến bao nhiêu đại thần trung quân ái quốc cảm thấy bị tổn thương cung minh châu ngẩng đầu từ giữa hai cánh tay ánh mắt nhìn ra xa nói thần buộc tội triệu đại nhân không phải vì mấy vụ án này sáng nay thần thu được một bức thư từ ôn châu gửi tới trong thư nói triều đình hao phí nhiều tiền của xây dựng cục tàu thủy ở bến tàu vĩnh xuyên nhưng chỉ trong một đêm lại bị một ngọn lửa đốt sạch lời này vừa nói ra thì mọi bình luận bốn phía đều dừng bến tàu vĩnh xuyên là công trình lớn nhất của cục tàu thủy trước khi cục tàu thủy ra đời nơi này đã bắt đầu được sửa chữa đây là bến tàu đầu tiên của cả nước có cầu tàu bằng sắt để phục vụ tàu thủy cỡ lớn ngừng lại bốc dỡ hàng hóa bến tàu Vĩnh Xuyên dựa vào Âu Giang và Ninh Giang để xây là nơi tập kết hàng cực lớn của Chu Sơn và Thượng Hải khi tiến hành mậu dịch trao đổi với nước ngoài đây là công trình mà Triệu Văn An thử làm trước khi thành lập cục tàu thủy công trình này tốn cả trăm vạn lượng bạc trắng này bị lửa thiêu một phen đã gần như chẳng còn gì vậy Triệu đại nhân còn có thể ngồi ổn ở vị trí quân cơ kim tổng lý đại thần nữa sao Cung Minh Châu càng cao giọng hơn nhưng chẳng ai dám phản bác ông ta, đến cả người ngồi sau rèm cũng thế, chuyện giết người nhỏ, nhưng chuyện bến tàu thì quá lớn, luôn phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, mà người đó ngoài Triệu Văn An thì trên triều chẳng ai gánh được, thái hậu nương nương, không hay rồi, hoàng hậu nương nương nàng. Nàng, không khi yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng thét to phá vỡ, đó là một tiểu thái giám của đông noãn các hắn bị người ngồi sau rèm liếc ánh mắt sắc bén nhìn một cái thế là sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất không dám hé răng. Đây là nơi nào mà ngươi cũng dám tùy tiện xông vào. Đức Công Công đứng bên cạnh Thái Hậu lập tức mắng thế là tiểu thái giám kia bị người ta lôi đi. Nhưng mọi người trong sảnh còn chưa kịp hoàn hồn thì cung Minh Châu đã lên tiếng. Chuyện hoàng thượng bị bệnh lần này rất kỳ quặc, mà theo thần chứng kiến thì đây đúng là trời cao cảnh báo. Triệu đại nhân đề ra cái gọi là cải cách việc giao thiệp với nước ngoài, lại xây đường sắt và bến tàu. Việc này đã đánh gãy lông mạch của triều ta, làm hỏng phong thủy. Nếu Thái Hậu còn không quyết một đao chặt đứt thì chỉ sợ hậu hoạn khó lương. Nói xong lời này ông ta lại mạnh mẽ dập đầu xuống nền gạch, thần thỉnh cầu Thái Hậu nghiêm trị triệu văn an, ngừng hẳn cách tân trong việc giao thiệp với nước ngoài, trả lại cho thiên hạ trời yên biển lặng. Thần thỉnh cầu Thái Hậu nghiêm trị triệu văn an, ngừng hẳn cách tân trong việc giao thiệp với nước ngoài. Một loạt tiếng phụ họa vang lên giống như mây đen bổ vây muốn áp sụp mái của dưỡng tâm điện mặc dù là người phía sau màn che cũng không thể coi như không nghe thấy tiếng thúc ép này nghiêng sang bên nào đây bà ta căn bản không để bụng thứ bà ta để ý chính là quyền lực lớn mạnh hơn và người phía sau đều phải đi theo để ai gia nghĩ kỹ đã thái hậu nương nương việc này không thể chậm trễ nữa mong thái hậu lập tức quyết định cung minh châu hiểu rõ triệu văn an là loại người mà ông ta phải dùng một kích diệt gọn không thể cho kẻ kia cơ hội thở dốc vì chỉ cần có một con đường thì ông ta nhất định có thể đông sơn tái khởi, hơn nữa, dù chúng ta có thể chờ được thì long thể của vạn tuế gia cũng không chờ nổi đâu, ông ta lại bỏ thêm một câu, hy vọng cộng rơm cuối cùng này có thể áp sụp mấy kẻ đang do dự chưa thể đưa ra quyết định kia, người phía sau màn che do dự một lúc, đôi môi được tô đỏ bừng nhẹ nhàng động, việc thành lập cục tàu thủy là tự bà ta phê chuẩn, hiện tại bến tàu bị cháy, nếu Triệu Văn An không gánh trách nhiệm này thì người gánh sẽ là bà ta, ai da mong thái hậu minh xét việc hoàng thượng sinh bệnh không phải do long mạch đứt gãy mà vì có người hạ cổ lên vạn tuế gia trong tiếng ồ lên triệu tử mại bước thẳng tới giữa dưỡng tâm điện hắn không để ý tới những người đứng đó to nhỏ thì thầm mà trực tiếp đi tới trước long ỷ quỳ gối bên cạnh cung minh châu thái hậu người này dụng tâm hiểm ác hơn nữa lúc này hắn cũng đang có mặt ở trên điện nếu để kẻ tiểu nhân như hắn thực hiện được mục đích thì giang sơn xã tắc sẽ thực sự gà chó không yên người phía sau màn che hơi hơi động trong giọng nói có thêm vài phần hoảng loạn, người đang nói cái gì? Thái hậu chớ nghe Triệu Thông Phán nói bậy, hắn là con trai của Triệu Văn An nên đương nhiên muốn bên vực cha mình. Cung minh châu dùng khóe mắt liếc Triệu Tử Mại, bộ dạng hung dữ đến độ muốn giết người. Cung đại nhân, sợ là ngài cũng bị kẻ đó mê hoặc rồi. Triệu Tử Mại liếc ông ta một cái rồi cả người lại quay về phía trước, nếu không có chứng cứ rõ ràng thì một thông phán nho nhỏ như ta sao dám mạo phạm nói bậy bà trên triều chứ? Kính mong nương nương nghe hạ thần nói cho hết lời, người nói đi, sau khi do dự một chút thì người phía sau màn che rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý cho hắn nói tiếp. Trịnh Hề mình thật đã bị người ta giết hại, còn kẻ đi giết người khắp nơi là bù nhìn được bó từ rơm rạ mang theo cổ trùng. Việc này thần tận mắt nhìn thấy, cũng đi theo cổ trùng và tìm được mảnh ruộng lúa sinh ra chúng. Nói tới đây Triệu Tử Mại gỡ từ bên hông xuống một túi tiền sau đó kéo miệng túi ra nói, "Thái hậu nương nương, ngài xem thử trong túi tiền kiểu Trung Quốc này là cái gì?" Đức Công công đi qua đón lấy cái túi kia, lúc thấy rõ vật bên trong ông ta hít một hơi sau đó che mũi lại. Thái hậu, chỗ này. Chỗ này có một đoạn ngón tay đã đen, sợ là. Sợ là đã, chúng thần ồ lên, nữ nhân sau màn che cũng động đậy người và thốt ra câu hỏi, ngón tay có mấy đốt? Lúc này đức Công công mới phản ứng lại bà ta đang hỏi cái gì và vội nhìn thoáng qua cái túi rồi cao giọng đáp, bốn đốt, đoạn ngón tay này có bốn đốt xương ngón tay. Mọi người đều biết Trịnh Hề Minh có bốn đốt ngón tay, mà ngón tay này đã biến thành màu đen lại bốc mùi. Dưới thời tiết này thì chủ nhân của ngón tay hẳn đã chết hơn nửa tháng. Điều này chứng minh hung thủ giết người nhiều ngày qua không phải Trịnh Hề Minh, Triệu Tử Mại nói xong thì nhìn thoáng qua cung Minh Châu ở bên cạnh. Khuôn mặt già nua của ông ta hiện lên kinh ngạc, giống như bị sấm sét giáng xuống. Ở đây chỉ một cây ngón tay vậy thi thể Trịnh Hề Minh đâu, Thái Hậu hỏi một tiếng. Triệu Tử Mại đứng dậy chắp tay nói, đây đúng là việc thần muốn báo cáo với Thái Hậu. Đầu ngón tay của Trịnh Hề Minh được tìm thấy ở bờ ruộng tràn đầy cổ trùng kia và người phát hiện ra nó là một lão nông. Theo lời lão nông kia nói thì 20 ngày trước ông ta đã phát hiện ra đoạn ngón tay này. Ông ta sợ chuyện có liên quan tới người khác nên mới nhặt lấy nó. Thần nghĩ có lẽ lúc Trịnh Hề Minh bị người nọ ném xuống ruộng lúa thì vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn nên hắn mới dãy dù vói tay lên bờ và để lại chứng cứ mấu chốt này. Nói tới đây cả triều đã rơi vào im lặng mọi người đều nỗ lực duỗi tay ra chờ triệu tử mại nói lời tiếp theo chủ nhân của ruộng lúa đã rời đi nhiều năm thôn dân xung quanh cũng bỏ đi vì ruộng lúa cổ quái kia nhưng có lẽ trời cao có mắt nên đúng ngày thần tìm được ruộng lúa thì gặp được một lão nông về quê tảo mộ đồng thời thần cũng được nghe ông ta nói ra tên của hung thủ đứng sau mạng này cũng chính là kẻ đã hành thích vua nói tới đây hắn chậm rãi quay đầu lại ánh mắt xẹt qua đống mũ quan tinh xảo trong triều và cuối cùng rơi xuống một người đàm đại nhân không có lẽ phải gọi ngươi là đàm tiểu lục mới khiến ngươi cảm thấy càng thân thiết đúng không triệu tử mại nhìn bóng người thon gầy kia mũ quan của lão đè thấp che đi đôi mắt nhưng hắn biết trong đôi mắt kia chứa đầy mưu ma trước quỷ độc ác không ai bị kịp bộ dạng này khác hẳn vị phủ doãn đại nhân trong lòng hắn nhưng cũng phải thôi nếu lão không có một gương mặt khác thì sao có thể tiến hành mọi chuyện một cách kín kẻ không ai phát hiện ra được như thế vì vậy những người chết trong tay lão đến tận lúc cuối cùng cũng không biết mình bị ai hại đến bản thân hắn nếu không tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy thì tới giờ cũng sẽ không thể nghĩ rằng đàm chấn anh chính là hung thủ phía sau. Ngươi nói bậy, Ngọc Thành là đứa nhỏ đàm đại nhân nhìn lớn lên, còn từ thiên kính thì không khác gì con trai ruột của ông ta. Sao ông ta có thể giết hai người họ chứ? Cung Minh Châu không màng tất cả mà bò dậy túng lấy cổ áo triệu tử mại. Nếu lão không giết đối thủ một mất một còn với Triệu Văn An thì sao có thể dẫn nghi ngờ lên người Triệu Văn An? nếu lão không giết người có quan hệ thân cận với mình thì sao có thể bảo toàn bản thân và an ổn đây? Triệu tử mại nhìn chầm chầm đôi mắt cung Minh Châu và thấy được lửa giận trong đó nhưng nhiều hơn là khổ sở và bi ai sâu nặng. Giọng hắn trầm xuống, cung đại nhân, hôm nay ngài đứng mũi chịu sào bước ra buộc tội triệu văn an hơn phân nửa cũng vì bị lão mê hoặc đúng không? Ta nghĩ nhất định lão đã vô tình để lộ cái gì đó với ông nên lòng ông mới tràn đầy căm phẫn muốn báo thù cho con mình. Đây là thủ đoạn của lão, luôn lợi dụng người khác để diệt trừ kẻ khác lòng dù người kia có quan hệ thân thiết với lão như anh em cung minh châu nhẹ buông tay ngã ngồi trên mặt đất ông ta nhớ tới lần trước đàm chấn anh và từ thiên kính tới nhà vấn an lúc ấy từ thiên kính đã để lộ lời nói cũng chính lời ấy đã khiến một người vốn đã nản lòng thoái chí với chính sự như ông ta hạ quyết tâm muốn ra mặt buộc tội triệu văn an nhưng hiện tại nghĩ lại thì lời kia có lẽ là do đàm chấn anh mượn từ thiên kính nói ra Cung Minh Châu chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Đàm Chấn Anh, lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì chút hoài nghi mới sinh ra trong lòng ông ta lại bị chính ông ta bóp tắt, không có khả năng, khi bọn họ còn chưa vào triều làm quan thì đã quen biết, bọn họ vừa là bạn thân vừa là chiến hữu, hai người không chỉ có quan hệ cá nhân tốt mà ý chí về việc trị quốc cũng nhất trí, ông ta coi người kia là tri kỷ, vì thế đương nhiên sẽ tin tưởng mình hiểu kẻ đó, với quan hệ giữa hai người thì sao có thể để họ Triệu này ly gián chứ? ta sẽ không tin ngươi hơn nữa ta dám chắc trong triều này phàm là người có quan hệ cá nhân với đàm đại nhân đều sẽ không tin ngươi cung minh châu gằn từng câu từng chữ mà nói ra kết luận của mình lòng triệu tử mại trầm xuống mà than thở một tiếng hắn đang muốn biện bạch thì một giọng nói khác đã đánh gãy lời hắn triệu tử mại ngươi luôn mồm gọi ta là đàm tiểu lục và nói cánh đồng kia thuộc về ta có điều mọi người đều biết tuy ta họ đàm nhưng xuất thân đàm thị ở hồ châu tuy chúng ta không phải nhà cao cửa rộng nhưng trong nhà cũng không hề có người làm nghề nông. Ngươi dựa vào cái gì mà nói đàm tiểu lục kia chính là ta, chẳng lẽ chỉ bằng lời của một nông phu thôi sao? Đàm chấn anh mở miệng phản bác những gì triệu tử mại đang lo lắng trong lòng bởi vì tuy hắn có thể đoán ra người hạ cổ là đàm chấn anh từ miêu tả của lão nông kia nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Dòng họ, diện mạo, tuổi, động cơ giết người đều không phải chứng cứ xác thực khi còn nhỏ đàm chấn anh đã tới một nhà ở hồ châu làm con nuôi lúc trước lão sinh ra lớn lên ở đâu chẳng ai biết được thế nên nếu chỉ dựa vào những thứ này mà kết luận lão giết người thì không thể thuyết phục mọi người vốn triệu tử mại định dùng ngón tay của trịnh hề minh đánh lão trở tay không kịp rồi nhân lúc lão chột dạ thì bắt lão nhận tội nhưng hiện tại xem ra kẻ kia bình tĩnh kín đáo vượt xa hắn nghĩ triệu thông phán ngươi không thể chỉ vì chủ nhân ruộng lúa kia cùng họ với đàm đại nhân mà nói ông ta giết người đúng không Thái hậu cũng lên tiếng nhưng rất nhanh bà ta lại chuyển câu chuyện, nhưng hiện tại đã có thể chứng minh triệu đại nhân không sai trịnh hề minh giết người, cho nên triệu đại nhân đúng là bị oan. Lão Phật gia, tuy triệu đại nhân không sai trịnh hề minh giết người nhưng bến tàu Vĩnh Xuyên vẫn cháy, chỉ sợ ông ta cũng không thể trốn trách nhiệm đúng không? Thần làm thuận thiên phủ doãn, trưởng quản kinh đô và vùng lân cận nên vốn không nên nhúng tay vào việc này. Nhưng nếu triệu công tử đã nhắc đến thần, lại còn vu cáo thần là hung thủ phía sau án này thì thần cũng phải nhiều lời một chút, đàm chấn anh nhướng cặp mày hoa râm, trên mặt bỗng có thêm vài phần hung hăng, đạo lập quốc quan trọng lễ nghi chứ không phải quyền mưu, cơ đồ căn bản ở lòng người chứ không ở tài nghệ, nhưng hiện tại triều đình trong ngoài vứt bỏ đạo khổng mạnh, một lòng nghiên cứu Tây học, đặc biệt là đám người do Triệu Văn An cầm đầu, bọn họ không chỉ xây đường sắt, nhà xưởng, còn muốn lập văn quán chiêu sinh trong số cống sinh, cử nhân, tiến sĩ, hàng lâm cùng các hạng quan lại xuất thân ngũ phẩm trở xuống bọn họ thông qua tổng thuế vụ tự thông báo tuyển dụng người tây tới dạy ở phan quán hành động này chẳng phải khiến nhân sĩ học theo đạo khổng mạnh học như thuấn đều nhầm đường lạc lối sao thần lo lắng nếu cứ thế này thì thiên triều ta sẽ thành dị tộc thậm chí sẽ mất nước diệt vong triệu tử mại ngay người hắn ở thuận thiên phủ nửa năm nhưng chưa bao giờ nghe đàm chấn anh nói tới việc phản đối tây học nhưng hiện tại thấy lão nghiêm mặt nói ra lời này vậy chứng tỏ sự phản đối ấy đã mọc rễ nảy mầm trong lòng lão và biến thành một bóng cây lớn vĩnh viễn che lấp ánh mặt trời hắn lại nghĩ tới lúc mới từ châu âu về kinh thành triệu văn an để hắn tới thuận thiên phủ làm một thông phán khi ấy hắn còn thấy quái lạ vì sao cha hắn cho hắn đi du học nghiên cứu tây học mà lại để hắn làm một chỗ chả liên quan gì hắn cũng không hiểu vì sao đàm chấn anh và từ thiên kính vẫn luôn không mặn không nhạt với hắn thậm chí từ thiên kính còn nhiều lần khiêu khích bằng lời lẽ không hay ho. Hiện tại mọi thứ đều bày ra rõ ràng trước mặt, Triệu Văn An đã sớm biết đàm chấn anh đứng ở bên kia, lão không nói thì ông ta cũng chẳng vạch trần mà chỉ ngắm ngầm sắp xếp cho con trai mình qua đó. Với bên ngoài ông ta nói là muốn cho đứa con trai từ nhỏ cẩm yên ngọc thực được rèn luyện, nhưng kỳ thật là để giám sát mọi hành động của Thuận Thiên Phủ. Hóa ra hắn chỉ là một quân cờ được Triệu Văn An sắp xếp ở bên cạnh đàm chấn anh. Triệu tử mại cười lạnh trong lòng, Quân cờ không biết chính mình là quân cờ, bị người ta tùy ý đùa bẩn thực đáng buồn. Từ nhỏ thần đã hiểu kẻ sĩ khắc khổ học tập để phụng sự nước nhà. 25 tuổi thần đỗ tiến sĩ và dời vào kinh sư, sau đó vẫn dốc lòng nghiên cứu luân lý. Mỗi ngày viết lại lời lẽ cử chỉ của mình rồi giao cho bạn hữu mong bọn họ có thể bình luận được mất. Mỗi ngày từ sáng đến tối, một lời nói ra, một miếng ăn vào thần đều ghi lại, ngay cả suy nghĩ trong lòng hoặc những việc xảy ra xung quanh thần cũng đều xem xét. Ở trong cảm nhận của thần chỉ có quân tử mới có thể bồi dưỡng thánh đức, mới có thể trị thiên hạ. Thiên hạ to lớn, không thể vì cái trước mặt mà bỏ qua luân lý, càng không thể tin vào lời dèm pha của tiểu nhân mà vứt bỏ truyền thống, lấy trung nghĩa làm áo giáp, lấy lễ nghi làm vốn liếng mới là căn bản lập quốc. Hiện tại trời đã hạn lâu không có mưa, thiên tai bất thường cho thấy có biến, là trời cao cảnh tỉnh triều ta. Nếu thái hậu không kịp thời ngăn việc giao thiệp với nước ngoài lại thì chỉ có hại mà thôi đàm chấn anh đã chạy tới trước long ỷ và quỳ xuống nói ra những lời lão vẫn luôn giấu trong lòng nhưng chưa từng thổ lộ trên triều đây là ước nguyện ban đầu của lão khi nhập sĩ lão và triệu văn an vốn là cùng một loại người vì lý tưởng và khát vọng trong lòng mà có thể vứt bỏ mọi thứ ở phía sau tình nghĩa ở trước mặt lý tưởng không đáng một xu hoặc chỉ là công cụ để đùa bỡn nhưng hai kẻ tính tình tương tự này lại như hai đóa hoa trên một cành chỉ về hai hướng khác nhau tụi nó tranh nhau chút dinh dưỡng cằn cỗi chỉ có bên này biến mất thì bên kia mới sống được khỏe mạnh, tuyệt đối không có chuyện sống hòa thuận. Đàm chấn anh dáng người nhỏ gầy nhưng khí thế áp đảo toàn bộ, đến cả người ngồi sau màn che cũng bị cảm giác này đè nén mà phải trầm mặt. Cán cân trong lòng bà ta bất giác cũng hơi chết về phía kẻ này, đứng trước một người ý chí kiên định, tâm như bàn thạch thế này triệu tử mại bỗng nhiên cảm thấy không có gì để tin tưởng, giống như biểu hiện của hắn trước mặt triệu văn an vậy. Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn gương mặt như được chạm khắc đến kiên nghị của Đàm Chấn Anh, sau đó bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mà lão quản gia Chu Bội đã từng kể. Ông ta chính là người luôn đi theo Triệu Văn An khắp nơi. Ông ta nói thời trẻ Triệu Văn An từng cùng Đàm Chấn Anh theo học một vị đại sư trứ danh tên là Đường Chi Giám. Lúc ấy ông ta còn phải gọi Đàm Chấn Anh một tiếng sư huynh. Năm ấy Đường Chi Giám làm quan trên triều, vì học vấn cao thâm nên xung quanh tụ tập rất nhiều sĩ tử hàng lâm ưu tú triệu văn an lúc ấy mới thi trúng tiến sĩ và đầu nhập dưới trướng ông ta nên cũng quen đàm chấn anh đã đi theo lão sư từ lâu đàm chấn anh cực kỳ nghiêm túc trong việc nghiên cứu học vấn rất được mọi người kính nể đường chi giám cũng khen ngợi lão thật thà chăm chỉ học thức vững chắc nhất còn triệu văn an lúc trẻ cũng một lòng muốn làm thánh nhân nên cực kỳ bội phục tác phong nghiêm khắc kiềm chế bản thân của đàm chấn anh ông ta thường hỏi về học vấn và từ đó xây dựng tình bạn bền chặt với người này bởi vì hai người đều cực kỳ tôn sùng trình chu lý học nên đàm chấn anh cũng cực kỳ thưởng thức triệu văn an căn cứ theo kinh nghiệm cầu học của mình lão cũng dạy dỗ triệu văn an để rồi từ đó triệu văn an cũng bắt chước ông ta viết lại ký lục về việc làm và lời nói hàng ngày viết xong ông ta sẽ đưa cho đàm chấn anh để được phê duyệt chỉ bảo hai người giúp nhau học tập ở chung cực kỳ hòa hợp dưới sự tham khảo luận bàn hai người đều trở thành nhân vật chủ chốt trong việc phục hưng lý học sao ta chưa bao giờ nghe cha mình nói chuyện ông ấy từng có quan hệ tốt với đàm đại nhân nhỉ nếu quan hệ tốt như thế vậy vì sao hiện tại bọn họ chẳng có liên hệ gì lúc ấy triệu tử mại cực kỳ khó hiểu mà hỏi chu bồi một câu nguyên nhân cụ thể thì tiểu nhân cũng không rõ lắm chỉ biết lúc tiên đế còn tại vị thì lão gia và đàm đại nhân cùng dân lên ứng chiếu trần ngôn sơ trong đó đưa ra suy nghĩ và giải thích của mình về việc trị quốc đàm đại nhân từ trước đến nay đều am hiểu biện luận nên đã biện giải về quân tử và tiểu nhân ông ta nói có sách mách có chứng được đồng nghiệp khen ngợi nhưng tiên đế gia lại nói ông ta danh tuy tốt nhưng khó mà làm lão gia chỉ giải thích cách dùng người như thế nào và được tiên đế gia đánh giá là nói rõ ràng trúng vào trọng tâm thiếu gia những lời này tiểu nhân cũng không hiểu lắm nhưng nghe lên thì có vẻ ấn tượng của tiên đế gia đối với hai người hoàn toàn khác nhau ngài nói có đúng không đương nhiên là khác danh tuy tốt nhưng khó làm thì nói ngắn gọn chính là không biết nói đây chính là ý chỉ cách giải thích của đàm chấn anh chẳng có tác dụng gì với việc cấp bách trước mắt lúc vương triều tràn ngập nguy cơ lại dùng vài câu nho học với luận điệu cũ trích thì chẳng giải quyết được cái gì còn nói rõ ràng trúng vào trọng tâm thì hoàn toàn ngược lại người sáng suốt có thể nhìn ra lúc ấy tiên đế gia đã có chủ ý tiên đế cho rằng triệu văn an mới là người đáng được nể trọng cho nên sau đó mới có chuyện đàm chấn anh bị điều đi lão làm quan kinh thành 10 năm bị tiên đế ban cho chức phó đô thống và cử tới địch hóa cách kinh thành cả vạn dặm, nói là điều đi nhưng thực tế là bị biến. Cái này đối với một đàm chấn anh khí phách 10 phần thì không thể nghi ngờ chính là một gậy nặng nề. Vì thế về sau dù được tân đế triệu về kinh lão vẫn thận trọng từ lời nói với việc làm, không dễ dàng bàn luận chính trị, thậm chí chủ động từ chức hộ bộ thị lan để làm thuần thiên phủ doãn lo tình hình trị an của kinh đô và vùng lân cận. Nhưng không có ai biết đàm chấn anh chưa từng từ bỏ không phải lão ghi hận chuyện tiên đế không trọng dụng mình mà là lão chưa từng từ bỏ lý tưởng trong lòng. Đặc biệt khi Triệu Văn An đưa ra việc cải cách gần gũi với Tây học và được đương kim thánh thượng cùng đại thần trong triều ủng hộ thì viên hạt giống bị đè nén chặt trong lòng lão, lại nảy lên. Nó xông ra từ một khe nước nào đó, càng ngày càng cao lớn, cuối cùng biến thành một bóng đại thụ che trên đỉnh đầu lão, vĩnh viễn che khuất ánh mặt trời. Lòng triệu tử mại rung lên và nghĩ tới lời lão nông kia nói, Tiểu Lục tuy quái dị nhưng cũng không thể nói hoàn toàn xấu, chỉ là hắn rất bướng bỉnh, phàm là chuyện hắn đã quyết thì tuyệt đối không quay đầu lại, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu. Ta nhớ rõ năm ấy cha hắn chết, người trong thôn đều ngại nhà bọn họ kỳ quái nên không muốn cha hắn chôn ở nghĩa trang trong thôn. Huống hồ mẹ hắn cũng chôn ở cánh đồng kia nên người trong thôn nói không bằng cũng chôn cha hắn ở cánh đồng kia cho rồi. Cha mẹ được chôn ở một chỗ cũng hợp quy củ. Năm ấy Tiểu Lục chỉ là một đứa nhỏ chưa tới 10 tuổi trong nhà hắn lại chẳng có ai khác vì thế hắn chẳng thể chống lại người trong thôn và đành đồng ý nhưng ngày quan tài của cha hắn được chôn xuống ta nhớ rõ hắn nhìn mảnh ruộng xanh mướt kia và hỏi một câu hắn nói các ngươi thật sự cảm thấy chôn trong ruộng lúa này là một chuyện may mắn ư tộc trưởng vội vàng đáp đương nhiên nước có thể tụ khí chôn ở đây thì trong nhà sẽ có quan lớn tiểu lục khi ấy chỉ cười không nói một lời sau đó hắn đi nơi khác đến tột cùng là đi đâu thì hắn không nói mà chúng ta cũng chẳng hỏi ta cho rằng ngày hắn đi chính là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt trong cuộc đời này nhưng ta không ngờ qua mấy năm hắn lại về vẫn chỉ côi cúc một mình nhưng vóc dáng đã cao hơn nhiều đôi mắt cũng tràn đầy ánh sáng khác hẳn thiếu niên đơn độc trước kia hắn về quê tế tổ ngày đó là ngày mất của cha hắn đêm đó tiểu lục trở về trong thôn có gió bắt thổi tiếng gió cực lớn gần như muốn xốc nóc nhà cả đêm ta không ngủ ngon không phải vì tiếng gió mà vì một tiếng động khác ta nghe thấy có người đang đào đất Đất đai mùa đông lạnh cứng như đá vì thế tiếng động kia ác cả tiếng gió truyền tới trong tai ta. Nhưng khi ta nói việc này cho cha mẹ mình thì chẳng ai chịu thức dậy, còn chê ta nhiều chuyện quấy nhiễu giấc ngủ của họ. Bọn họ sau đó đã phải hối hận. Hôm sau trời còn chưa sáng ta đã bị một tiếng kinh hồ đánh thức. Lúc mơ màng ra ngoài ta thấy được cảnh tượng đời này mình sẽ không bao giờ quên. Toàn bộ mộ trong thôn đều bị đào lên, một cây xẻng gãy vứt bên cạnh đống đất và hơi nghiêng đi, bóng nó bị ánh mặt trời kéo ra thật dài còn đám quan tại chung bên trong mộ, cả những cái đã mục nát đều biến mất không còn bóng dáng. Quan gia, lão nông cười đầy thâm ý và nói, hẳn ngài đã đoán được quan tài đi đâu rồi đúng không? Không sai, chúng đều bị ném xuống ruộng lúa của nhà họ đàm, thi cốt bên trong đã biến mất giống như người khởi xướng toàn bộ sự việc. Người trong thôn đều biết là ai làm nhưng chẳng ai nói ra. Các ngươi nói nơi này phong thủy tốt vậy ta cuộc hết thi cốt tổ tông của các ngươi lên ném tới đây. Ta biết lúc Tiểu Lục làm chuyện này thì trong lòng nhất định nghĩ như thế. Hết chương 301, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.